chương 31 Hổ pháo quyền Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 31 Hổ pháo quyền Cố thiếu thương dừng tay, đem vương viêm kéo lên Thật không biết ngươi luyện thế nào Một thân lực đạo chí ít hai ngàn cân trở lên Không có luyện được ám kình võ giả là đánh không lại ngươi Vương viêm hai chân hơi ngồi sổm, cánh tay tự nhiên rủ xuống, kéo ra gân cốt Tại một tấc vuông ở giữa đánh một bộ thông tí quyền, thân hình trằn trọc na di, linh hoạt giống như một công viên hầu thành tinh. Thật lâu mới thu tư thế, chậm rãi thở ra một hơi dài nói: "Ta đây là trời sinh, quyền thuộc bản lĩnh cũng không mạnh bằng ngươi bao nhiêu." Cố Thiếu Thương yên lặng nhìn xem Vương Viêm diễn luyện một lần thông tí quyền, mỉm cười mở miệng. "Vương Viêm thông tí quyền bản lĩnh thâm hậu, nếu như không phải Cố Thiếu Thương trời sinh thần lực, Vương Viêm dễ dàng sụp đổ." hai người chỉ sợ còn có thể tiếp vài chiêu. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi. Vương Viêm vừa chắp tay, đi trước. Chuyến này tuy nói là tư nhân tỷ thí, nhưng cứ như vậy bị một đứa bé treo lên đánh, Vương Viêm trên mặt vẫn còn có chút không nhìn được. Nhìn vội vàng mà đi thanh niên cảnh sát vũ trang, thẳng đến bóng người không thấy, mới quay người trở về phòng. Kính chủ đánh bại minh kình võ giả Vương Viêm, thu hoạch nguyên lực một điểm mỗi cái đối thủ chỉ có thể đánh bại một lần, nguyên lực trước không vội, trước hệ thống học tập một chút lông xà thế giới quốc thuật. Cố thiếu thương tra xét chiến đấu tin tức, nghiêng người nằm xuống, chính là trong truyền thuyết đạo gia ngũ tiên nhân trận đoàn Hy Di Thụy. Hắn dựa vào bên trái nằm xuống, cánh tay trái có chút cong lên, tay trái chống đỡ mặt, mở ra hổ khẩu, chân trái cong lên, đùi phải duỗi thẳng tắp, đặt ở chân trái phía trên. Lấy lòng bàn tay phải thiếp đặt ở trên rốn, mà ngưng thần tại tề nội đang điền. Rạng sáng 4 năm điểm thời gian, cố thiếu thương dậy thật sớm, tại ngoài phòng trên đất trống đứng lên tam thể thức. Tam thể thức luyện là xương sống, kỳ thật cũng không thích hợp thân thể chưa nảy nở thiếu niên tập luyện, Mười luyện chính sai, hơi không cẩn thận liền sẽ chú hạ sai lầm lớn. Cũng chỉ có cố thiếu thương dạng này, có tông sư kinh nghiệm mới dám tại thân thể không có phát dục, liền đứng tam thể thức. Thẳng đến trời sáng choang, mặt trời đỏ mới sinh, cố thiếu thương mới chậm rãi thu thức, quanh thân nhiệt khí bốc hơi. Hô một đạo khí tiễn phun ra, chậm rãi tán trên không trung. Đáng tiếc. Vẫn là không khóa lại được toàn thân lỗ chân lông. Cố thiếu thương miệng thảo luận lấy đáng tiếc, kỳ thực cũng không lớn để ý. Dưới chân như chậm thực nhanh đi tới, lúc đi lại xương sống nâng lên hạ xuống. Chỉ chốc lát đến nhà ăn. Tại trong phòng ăn dám ngục ngẹn hồng nhìn trân trối nhìn chăm chú bên trong, cố thiếu thương ăn một bữa 30 màn thầu, ít nhất 3 cân trứng gà, sau đó chậm rãi đi. Long xà thế giới cùng chủ thế giới vẫn là chênh lệch cực lớn. Ta ăn nhiều như vậy, cũng bất quá là cùng trước kia bình thường ăn cơm lấy được dinh dưỡng không sai biệt lắm, may mắn có nguyên mãn thôn tinh lục, không phải tiến cảnh muốn chậm lại. Cố thiếu thương trong lòng suy tư, không ngừng bước, đi lại ở giữa như rắn giống như rồng, chỉ chốc lát đã đến ba lập minh trong phòng giam. Ba lập minh ngã ngồi tại giường, giống hắn dạng này quốc thuật đại sư, cho dù là ngồi ở trên giường, quanh thân đều sẽ vận động dữ dội, cho dù là mùa đông khắc nghiệt, cố thiếu thương vẫn là cảm giác cùng cùng nhiệt khí đập vào mặt. Giống như phòng giam bên trong có lò lửa lớn tại kịch liệt thiêu đốt. Người bình thường cho dù là phụ trọng chạy 10 cây số đều không đạt được hiệu quả như vậy. Cho dù là cố thiếu thương đứng 2 giờ nhiều tam thể thức, cũng kém xa ba lập minh ngã ngồi tại giường rèn luyện hiệu quả tốt mồ hôi khí bốc hơi, tự như mây mù lượng lờ, lấy cố thiếu thương nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy, ba lập minh toàn thân cơ bắp tự như hô hấp bình thường nâng lên hạ xuống, như là dưới làn da có mảng xà bò. Như là mảnh hổ thấp giọng gào thét xương cốt kéo động âm thanh không ngừng vang lên. Vân tòng long, phong tòng hổ. Ngang. Ba lập minh trong cổ họng bộc phát tiếng vang, tự như lông ngâm bàn dài vang. Đứng tại cổng cố thiếu thương chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt, tự như thăm sơn mảnh hổ chụp mồi. Lại tự như thần long từ phía trên bên cạnh lao xuống dơ vuốt. Nhiếp nhân tâm phách. Long ngâm thiết bố sam, hổ khiếu kim chung tráo. Đây chính là ba lập minh khổ luyện công phu một loại rèn luyện pháp môn. Vào đi. Ba lập minh tay áo huy động, kịch liệt gió lớn thổi tan trong phòng mồ hôi khí mây mù. Cố thiếu thương cất bước vào nhà, móc ra ghi chép hổ khiếu quyền laptop hôm qua quyển bí tịch kia loạn tâm thần ta, bây giờ lại không sao ngại. Ba lập minh tiện tay tiếp nhận, cũng không vội lấy nhìn, ngược lại mở miệng đàm luận. Môn này hổ khiếu quyền pháp, mặc dù ngươi viết viết ngoáy, ta cũng chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng vẫn là mang cho ta to lớn rung động. Môn quyền pháp này đơn thuần rèn luyện nhục thể, cường hóa gân xương da thịt, đơn thuần quyền pháp không so được tùy ý một môn nội gia quyền nhưng là trong đó trúc cơ năm môn cùng huyết khí bừng bừng phấn chấn chi pháp, thật sự là nhìn mà than thở. Cố thiếu thương đứng xuôi tay, cũng không đáp lời, biết đây chỉ là ba lập minh tại tự nói. Quốc thuật chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, bảo đan, cương kình cùng trong truyền thuyết kiến thần bất phôi. Tam trọng công phu, dịch cốt, dịch cân, dịch tuỷ. Ba lập minh chậm rãi đứng lên, tại trong phòng giam dạo bước mà đi, trên người xích sắc hoa hoa tác hưởng quốc thuật đều là khai phát nhân thể bản thân, đạt tới nhân thể cực hạn. Mà hổ khiếu quyền lại được bắt đầu liền chỉ tại cường hóa tự thân nội tình. Hai con đường này, có thể sống vai mà đi. Trong phòng giam chỉ có ba lập minh cao thanh âm nhớ tới. Một con đường cường hóa nhục thân, kích phát khí huyết. Một con đường trưởng khống nhục thân, đánh vỡ hư không. Hỗ trợ lẫn nhau. Bồng. Băng. Băng. Băng giống như ngàn vạn dây cung kéo động, ba lập minh toàn thân đại gân đột nhiên kéo duỗi, quanh thân xích sắc thô to tại đại lực hạ nhau nhau đứt gãy, tản mát trên mặt đất. Ta sớm nhất tập luyện ba tử quyền, cũng chính là bát cực quyền, về sau kim học bát quái, hình ý, thái cực, hồng quyền, bạch viên thông tí, đàm thối, trạc cước, miên trưởng vân vân. Thiên hạ đủ loại quyền pháp đều có đọc lướt qua. Ngươi đánh trước một lần quyền, để cho ta nhìn xem. Ba Lập Minh nói. Phải, cố thiếu thương hai chân uống gối, thân thể hiện lên nửa ngồi tư thế, đồng thời bàn tay trái vương về trước, khuỷu tay hơi cong, toàn thân cao thấp bé không thể nghe chập trùng, giống như chìm không phải chìm, giống như lỏng không phải lỏng. Sau đó chân trái vương về trước nửa bước, tại mặt đất vạch ra nửa vòng tròn, hữu quyền như mũi tên bắn ra mà ra. Hô! Hô! Tại nhà tù một tấc vuông ở giữa, cố thiếu thương trằn trọc na di, bắt nguồn từ tam thể thức xen kẻ thập nhị hình ngũ hành quyền hắn túc hạ nhẹ mà hữu lực nắm đấm nhanh mà mảnh trong không khí đánh ra tiếng xé gió như pháo bàn xương cốt nổ vang âm thanh bên tai không dứt cuối cùng cất vào tam thể thức xương sống cao cao đứng lên toàn thân màn da căng cứng giá đỡ bình thường đấu pháp không được luyện pháp không tệ ba lập minh gật đầu đánh giá hình ý quyền tư thế cùng quyền giá đơn giản nhất bất quá, năm loại phát kình vận lực phương thức cùng 12 loại thân pháp. Cướp người trung tuyến, đánh lòng ngực, bộ mặt, tiếng mạnh dồn sức đánh, từ giữa đó đột phá, nhất đẳng cương mảnh quyền pháp. Ngươi hình ý xem như nhập môn. Mới nhập môn. Cố thiếu thương lông mày nhướng lên, trong lòng có chút không tin. Mình cụ hiện tông sư cấp hình ý quyền, ít nhất đến thứ năm phân tinh túy, làm sao có thể vừa mới nhập môn không tin. Đến, dùng băng quyền đánh ta. Ba lập minh thế đứng bất đinh bất bác, khoát tay ra hiệu cố thiếu thương cứ việc xuất thủ. Sư phó, tà khí lực rất lớn. Cố thiếu thương nhắc nhở. Nhanh lên. Nói nhảm nhiều quá. Bằng ngươi còn muốn đã thương ta không thành. Ba lập minh không nhịn được mở miệng thúc giục. Tốt à. Cố thiếu thương kình vận quanh thân, một tay gác ở trước ngực, một tay đặt ở bên hông, cất bước lao nhanh. Đạp đạp đạp. Liên tục ba cái dậm chân, vọt tới ba lập minh phía trước, mũi chân đạp mạnh, lấy pháo quyền đã kích bụng dưới. Hổ hình pháo quyền. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Vội vàng 2 năm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 32 Vội vàng 2 năm Ba lập minh quanh thân buông lỏng, nhìn xem cố thiếu thương đánh ra một cái pháo quyền, chẳng những không phòng, ngược lại kêu một tiếng tốt. Cố thiếu thương thân có hai ngàn cân cự lực, lấy hổ hình phát pháo quyền sao mà cương mảnh. Chính là thiết nhân cũng muốn đổ nhào trên mặt đất. Rống. Ba lập minh thở sâu, bụng như là mười tháng hoại thai phụ nhân bình thường phòng lên, xương cốt phát ra mảnh hổ gào thét bình thường tiếng vang cực lớn. Đang. Cố thiếu thương đánh xuống một quyền, chỉ cảm thấy mình đánh trúng không phải nhân thể, tự như cổ lão thanh đồng chuông lớn. Như là trong chùa miếu hòa thượng lấy cọc gỗ va chạm chuông đồng to lớn thanh âm vang lên. Đăng! 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 Cố thiếu thương liền lùi lại ba bước, dẫm đến mặt đất phanh phanh rung động, chỉ cảm thấy cánh tay phải đau nhức, thế mà bị phản chấn kích thương. Ba lập minh phun ra một đạo khí lưu, thổi lên nhà tù cho bụi. Cho bụi bao phủ bên trong, ba lập minh sắc mặt đột nhiên đỏ lên một chút tốt pháo quyền ngươi quyền giá tử bình thường cái này hổ hình pháo quyền luyện không tệ ba lập minh thô hào thanh âm vang lên hắn cũng không ngờ tới mình vừa thu tên độ đệ này quả thực là trời sinh thần lực mình nhất thời không xoa thế mà thụ điểm vết thương nhẹ đây chính là hổ khiếu kim chung tráo cố thiếu thương tắt lưỡi đón đỡ mình toàn lực một cái hổ hình pháo quyền vậy mà không mảy may tổn thương ha ha. Ba lập minh mặt mo đỏ ửng, nói sang chuyện khác. Hình ý môn cứ như vậy hai bộ quyền thuật, một bộ ngũ hình quyền, một bộ thập nhị hình. Ngươi cũng có đọc lướt qua, về sau chậm rãi đang đánh nhau bên trong, kết hợp thực chiến. Liền có thể tổng kết ra thuộc về chính ngươi đấu pháp. Ba lập minh lại kêu lên đến cố thiếu thương, tinh tế giảng giải ngũ hành quyền các loại phát kình, thập nhị hình các loại biến hóa tư thế, chuyển đổi yếu điểm, lực lượng điều tiết tuyệt không tàn tư, đều giảng thấu. Về sau mỗi sáng sớm ta sẽ vì ngươi giảng giải nhất giờ, thời gian còn lại mình suy nghĩ luyện tập. Lúc nào ta công nhận, sẽ dạy ngươi thái cực cùng bác quái. Ba lập minh cuối cùng tổng kết một phen, để chính cố thiếu thương luyện tập đi. Hắn thì cầm lấy ghi chép hổ khiếu quyền laptop tinh tế phẩm độc. Cố thiếu thương quét tới trong lòng hết thảy sao động bất an, lẳng lặng, lặng luyện quyền. Theo ba lập minh truyền thụ, cố thiếu thương phát hiện khác biệt cửu đỉnh thế giới hình ý quyền cùng long xà thế giới hình ý quyền có sự sai biệt rất nhỏ đi đến hai cái tương tự nhưng lại khác biệt hai con đường cửu đỉnh ký bên trong nội gia quyền chia làm ba cấp độ cấp độ thứ nhất thuần túy là cơ bắp lực lượng đạt tới một cái cực hạn cấp độ thứ hai luyện được nội kình về sau dùng nội kình kích thích cơ bắp tầng sâu khiến cơ bắp gần cốt hấp thu nội kình năng lượng lần nữa sinh trưởng, khiến cho thân thể lại một lần nữa mạnh lên. Cấp độ thứ ba, đạt tới tông sư cảnh giới về sau, liền có thể siêu việt nhân thể cực hạn, tiếp tục khiến thân thể mạnh lên. Nhưng long xà thế giới quốc thuật không giống. Long xà thế giới, ngoại luyện gân xương da, nội liên một hơi, bắp thịt lực lượng căn bản không trọng yếu. Một chút tám chín mươi tuổi già quyền sư, đều gầy da bọc xương, vừa đồng thủ như thường vô cùng uy mãnh bằng chính là cứng rắn xương cốt cùng bền bỉ đại gân. Căn bản không có nội kình nói chuyện. Ám kình thậm chí hóa kình cũng căn bản không có cường hóa xương cốt cơ bắp loại thuyết pháp này. Như thế giống nhau hình ý quyền, cũng bởi vì thế giới khác biệt, thế mà diễn biến ra hai loại hiệu quả. Cố thiếu thương kinh tháng không thôi, không khỏi đối chư thiên vạn giới không cùng kỳ công tuyệt kỹ, sinh lòng hướng tới. Ba cái thế giới luyện pháp, ba cái thế giới khác biệt cố thiếu thương lặng lặng lắng động, mỗi ngày nghe ba lập minh giảng giải các loại quyền thuật. Ba lập minh chậm rãi truyền thụ cố thiếu thương bát quái, thái cực, hồng quyền các loại quyền pháp. Cố thiếu thương thì một bên chăm chú phỏng đoán, vùng trộm đem ba cái thế giới quyền thuật đồng thời luyện lên, dần dần có thu hoạch. Chư thiên kính đi vào lông xà thế giới sau các loại công năng toàn bộ đình trệ, chư thiên kính cùng lông xà thế giới tốc độ thời gian trôi qua đã đồng bộ. Cố thiếu thương mặc dù đã mất đi mỗi ngày chư thiên kính 24 canh giờ ngoại định mức lúc luyện công ở giữa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quyền pháp của hắn tiến cảnh. Hắn tiến triển để ba lập mình đều lấy làm kinh hải. Thời gian tại cố thiếu thương tinh nhiên quyền thuộc bên trong lặng lẽ chạy đi, đảo mắt cố thiếu thương đi vào lòng xà thế giới đã hai năm rưỡi. Phòng trước trên đất trống. Ba ba. Hô. Hà. Xoạt quyền tẩu lông xà quyền phong gào thét sắc trời hơi sáng mặt trời đem thăng chưa thăng thời gian giữa hè cố thiếu thương mặt một thân màu đen quần áo thể thao tại trên đất trống luyện quyền quyền phong đập nện lấy không khí phát ra ba ba tiếng xé gió thân hình hắn mạnh mẽ như là rồng như là rắn mũi chân khẽ nâng như lội trên mặt đất khi thì mềm nhũng hai tay không ôm khi thì quyền ra như rồng xé rách không khí thái cực quyền hình ý quyền Bác quái trưởng. Bác cực quyền. Hổ khiếu quyền. Đủ loại quyền pháp quen thuộc trôi chảy, dần dần có hòa làm một thể chi thế. Mặc dù còn hơi có vẻ non nớt, cũng đã mang theo một tia quyền thuật đại sư cái bóng. Hồi lâu, chậm rãi thu quyền, trong miệng khẽ nhếch, chậm chậm phun ra một ngụm bạch khí, như là khí tiễn phun ra một thước có thừa, chậm rãi tiêu tán. Đây là nội gia quyền công phu, nghe đồn có tông sư có thể phun ra mấy tấc bạch khí, ngưng tụ không tan, đã là siêu nhân thủ đoạn. Về phần cổ đại phi kiếm nhảy hoàng, chớp mắt giết người đạo gia truyền thuyết, cách cố thiếu thương còn có chút xa. Hơn hai năm, cố thiếu thương hơi xúc động, đây là tâm hắn không bên cạnh lộ luyện quyền dài nhất một đoạn thời gian. Xuyên qua trên thương mang đại lục trước đó tầm thường vô vi, cùng trên thương mang đại lục 10 năm chú ý cẩn thận, kích hoạt chư thiên hình chiếu kính tâm tình khuấy động. Cùng hai năm quốc thuật lắng động tích xúc, đủ loại suy nghĩ hiển hiện trong lòng, cuối cùng thật sâu rơi vào đáy lòng, cố thiếu thương mỉm cười. Ta một thế này, tuyệt không tầm thường. Ngươi quyền thuật đã đến một cái bình cảnh. Ba lập minh gác tay mà đứng, tự do một cổ phóng khoáng bá đạo khí thế. Từ khi tập luyện hổ khiếu quyền về sau, ba lập minh công phu tiến triển cực nhanh, 30 năm lao ngục khổ luyện chỗ tích xúc lực lượng như là núi lửa bộc phát bàn mãnh liệt cố thiếu thương thậm chí hoài nghi hắn phải chăng đã kích phát huyết khí lập mệnh thành công luyện quyền chẳng những muốn cần muốn trầm mê mê đi vào trọng yếu nhất chính là phải có cảm động quyền thuật muốn dung nhập tình cảm mới có thể sống mới có thể vào thần không phải lại thế nào luyện cũng không thể đến cảnh giới tối cao ba lập minh đột nhiên một quyền thường thường duỗi ra không có bộc phát đại lực không có tinh diệu tuyệt luân chỉ là vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng đơn giản cho dù là nho nhỏ hai đồng, đều có thể đánh ra một quyền như vậy tới. Nhưng cố thiếu thương lại cảm giác giống như ngạc thở bình thường, một cổ dám gọi nhật nguyệt thay mới trời cuồng cuộn đại thế giống như là biển gầm đối diện vỗ xuống. Cố thiếu thương lông tóc nổ lên như là bị hoảng sợ mèo, xương cột sống cao cao dơ lên. Như lâm đại địch. Thật đơn giản một quyền, cố thiếu thương lại có thế từ quyền của hắn thuộc bên trong cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cuồng nhiệt uy thế, thật giống như 30 năm trước toàn dân nhiệt độ cao triều đại vận động, thế không thể đỡ. Cái dạng gì thời đại người, liền có cái gì thời đại lạc ấn ba lập minh quyền thuộc khí chất, ấn xuống cổ này lạc ấn, mới thật sự là quyền thần hợp nhất, tâm ý hợp nhất. Một quyền đánh ra, tự như năm đó đỏ mặt nổi lên, đánh bại hết thảy ngưu quỷ xa thần, không gì sánh kịp. Thần quyền vô địch. Cố thiếu thương trong lòng rung động, bị loại này như cùng thời đại nghiền ép bàn bạc quyền ý rung động thật sâu. Từ cảm động bên trong tìm kiếm lực lượng. Tâm ý nhập quyền như là người có linh hồn. Ngươi quyền mới có thể không đâu địch nổi. Ba lập minh ánh mắt tĩnh mịch như là biến cả bàn tĩnh mịch. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Sát ý lên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 33 Sát ý lên Từ cảm động bên trong tìm kiếm lực lượng Cố thiếu thương miệng bên trong nhai nuốt lấy Lý giải lấy trong những lời này hàm nghĩa Tại Long xà diễn nghĩa bên trong vương siêu bị người chỉ điểm Lại đi vạn lý trường chinh đường Bò núi tuyết, qua thảo nguyên Cảm nhận được năm đó quốc phá Sơn Hà Tại Tại Hồng Kỳ Pháp với bên trong đi vào ám kình Cuối cùng thành ám kình Mới có thành tựu cuối cùng đệ nhất thiên hạ Vương vô địch ngươi là ta bình sinh thấy thiên phú tốt nhất người thiếu niên, một thân trời sinh thần lực còn muốn vượt qua ám kình võ giả. Nhưng đây cũng là cực lớn công xiền, là cởi ra công xiền nhất phi trùng thiên, vẫn là mẫn người đám người, tất cả đều quyết định bởi ngươi. Ba lập minh thu hồi quyền thế, nhàn nhạt mở miệng. Ta đã hiểu. Cố thiếu thương ánh mắt sáng lên, biết mình con đường sau đó. Chính là tìm kiếm lòng của mình, mình cảm động quyền pháp của ngươi tiến cảnh cực nhanh, minh kình đều có thể đánh ra ám kình hiệu quả đến. Cho dù là ta, đơn thuần minh kình cũng không vượt qua được ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đột phá ám kình, hóa kình ngươi lại cực kỳ đơn giản. Ba lập minh lần đầu cảm giác được đệ tử quá thông tuệ chỗ xấu, ngắn ngủi hơn hai năm mình liền dậy không thể dậy. Đi thôi. Ba lập minh khoát khoát tay, đảo ngược thân thể, không nhìn cố thiếu thương. Sư phó, ngươi không đi sao? ta à, có thể cố thiếu thương lông mày nhíu lại nơi này trông giữ mặt dù nghiêm mật nhưng đối sư đồ hai người tới nói nhưng cũng không phải quá lớn bối rối ha 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 nếu như ta muốn đi đã sớm đi ra nơi này chỗ nào buồn ngủ ở ta ba lập minh thân thể bất động cười ha ha vài tiếng lập tức có chút tiêu điều nói ta thời đại trôi qua ngay tại cái này nghiên tập võ đạo đi ngươi cút đi Tiểu tử. Cố Thiếu Thương miệng nhúc nhích một chút, vẫn là không có mở miệng. Hoa hạ từ sư truyền nghề liền có một đống lớn quy củ, giống không truyền họ khác, truyền nam không truyền nữ vân vân. Thái cực tông sư Dương Lộ Thiện bái sư Trần Trường Hưng không biết kinh lịch nhiều ít khó khăn trắc trở, thẳng đến cuối cùng vẫn là cưới Trần thị nữ tử mới đến truyền quyền pháp. Dù cho trải qua khảo nghiệm, sư phó thường thường còn muốn lưu lại thủ đoạn. Mà cái này thô hào tự như mảnh trương phi bưu hãng nam nhân, đem mình một thân sở học dốc túi tương thụ. Không chút nào tàn tư. Cố thiếu thương trong lòng, thật sâu cảm kích. Đệ tử cố thiếu thương, bái biệt ân sư. Cố thiếu thương thật dài không người, quỳ mập xuống đất. Rộng về biển lớn, hổ nhập sơn lâm. Tiếng bước chân dần dần đến không thể nghe thấy, ba lập mình mới xoay người, nhìn xem cố thiếu thương rời đi phương hướng trong lòng đột nhiên hiển hiện một câu nói như vậy cố thiếu thương đi ra nhà tù cũng không có cái gì dễ thu dọn một thân nhẹ nhàng khoan khoái cáo biệt bụng phệ trương chính ủy liền ra ngục giam rộng lớn trên đất trống một đầu thẳng tắp hắt ín đường cái xa xa lan tràn một cổ lục sắt diếp chậm rãi đi tới cố thiếu thương mỉm cười có mình cung cấp mấy đầu tin tức tăng thêm triệu lượng bản thân tài nguyên cái này đã từng hoàng khố phú nhị đại từ bỏ tập tục xấu trong khoảng thời gian ngắn liền giá trị bản thân phá ức. Cố thiếu thương công phu tiến cảnh nhanh như vậy, cũng may mà triệu lượng, thường xuyên hướng trong ngục giam đưa một chút thuốc đại bổ tài. Không phải dù cho cố thiếu thương thân có nguyên mãn thông tin lục kỳ công, chỉ dựa vào gạo màn thầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì to lớn tiêu hao, còn muốn kéo chậm tiến cảnh. Cổ đại một chút quyền thuật đại sư kết giao quan lại quyền quý, không có gì hơn điểm này. Xe díp tại cố thiếu thương trước người dừng lại, một người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân xuống xe. Triệu thúc, tại sao là ngươi? Cố thiếu thương lông mày nhíu lại, trong lòng tự hồ có chút không tốt cảm ứng. Trung niên nhân chính là triệu lượng phụ thân, triệu ái quốc, nhất cái cổ phát nghiêm túc ăn nói có ý tứ lão cổ động. Thiếu thương, lên xe hẳn nói. Triệu ái quốc có chút tiêu tụy vuốt vuốt huyệt thái dương. Hai người lên xe, một thân quân trang lái xe đánh giá cố thiếu thương một chút, đánh lửa lái xe. Triệu thúc, lượng tử có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cố thiếu thương đầu tiên đặt câu hỏi. Tối hôm qua 8 điểm, tiểu lượng tại giáo dục bị người bắt cóc, muốn ta trong vòng 7 ngày chuẩn bị 1.000 vạn tiền mặt, không phải liền muốn giết con tin. Triệu ái quốc một mặt tiêu tụy, hiển nhiên một đêm không ngủ, nghe được tin tức liền thẳng đến cố thiếu thương chỗ. Bọn cướp là ai? mặc dù sớm có trong lòng ẩn ẩn có chút báo hiệu, nhưng cố thiếu thương vẫn là không khỏi sinh lòng sát cơ. Không biết, Duyên Hải một vùng trị an hỗn loạn, không thể so với nội địa. Xã đoàn hát bang vô số kể, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Triệu ái quốc cao mày, khóe mắt có chút phím hồng. Triệu thúc không cần lo lắng, ta đi Duyên Hải đi một lần. Cố thiếu thương khoát khoát tay, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần. Nhóm này đạo tặc nếu là cầu tài, liền sẽ không tùy tiện tổn thương lượng tử. Cố thiếu thương trong lòng sáng như tuyết, duyên hải một vùng trị an hỗn loạn, lớn nhỏ xã đoàn đông đảo. Tăng thêm một chút thái tử đảng dẫn vì chỗ dựa, che nhiễu tai mắt. Thậm chí còn có nước ngoài thế lực đều nhúng tay vào. Sao nhất cái loạn tự đến? Ta nguyên lực lỗ hổng còn rất lớn, hy vọng lần này đừng để ta thất vọng. Cố thiếu thương miệng bên trong an ủi triệu ái quốc, trong lòng sát cơ cất cao, Tự tuyệt cùng triệu ái quốc một đạo đi ý nghĩ, cố thiếu thương một mình lên xe lửa. Ngồi một đêm xe lửa, hơn ba giờ chiều xuất phát, rạng sáng đến dê thị nhà ga. Xe lửa bên trong ngay cả trên mặt đất đều ngồi đầy người, mùi mồ hôi bẩn, mùi chân hôi, đồ ăn vị, xe lửa tàu điện ngầm mùi tanh, dầu mấy các loại hỗn tạp hương vị đơn giản không cách nào hình dung. Vừa đến đứng cố thiếu thương liền không kịp chờ đợi thi triển thân pháp, gạt mở đám người ra đứng cửa tuy là rạng sáng nhưng tòa này đoán chừng thành phố lớn vẫn là đèn đuốc sáng trưng khắp nơi đều là đèn nê ông trên đường cái dòng xe cộ không thôi còn chưa tới quảng trường liền đụng tới ba bốn lên đi lên lôi kéo đi cái chiêu gì đợi chỗ quán trọ nhỏ phụ nữ trung niên đen gầy nam nhân những người này thường thường liền kéo lấy bọc của ngươi cùng quần áo giống như cướp bóc đồng dạng cố thiếu thương quyền thuật ngày càng sâu thường thường không giống nhau những người này lôi kéo liền đi xa trên quảng trường, lui tới đám người nối gót sát vai. Nhiều ít nông thôn thiếu niên thiếu nữ, vì sinh hoạt giấu trong lòng đối tòa thành thị này hướng tới, lại tới đây. Sau đó sẽ bị hiện thực hung hăng đắp lên một bài giảng. Cái niên đại này dê thị thế mà loạn như vậy. Cố thiếu thương lông mày nhướng lên, trong lòng có chút giật mình. Ra không đến 10 phút, liền phát hiện mười mấy lên đào trộm cướp bóc sự kiện. Thậm chí còn có ở trước mặt cứng trắng cướp, dù cho cố thiếu thương muốn gặp nghĩa dũng vị đều không quản được. Ừm. Cố thiếu thương ngay tại giật mình, đột nhiên sau lưng duỗi ra một đôi tay đến ông cổ của hắn, cố thiếu thương trong lòng hơi động, mặt hắn ông lấy cổ. Rút bọc của hắn. Mấy tên côn đồ vây quanh muốn tới móc hắn túi. Thế mà có ý đồ với ta. Cố thiếu thương cười lạnh. Vừa quay người, tay phải cùi chỏ như thương bàn đâm về ông cổ mình tiểu lưu manh. Ba. Ông cố thiếu thương tiểu lưu manh con mắt nhất lồi, cảm giác bị voi đá một cước, gào thét lên bay ra 5-6 mét, ngã trên mặt đất kêu thảm. a à, Thảo, phế đi hắn. Vây quanh mấy tên côn đồ đầu tiên là giật nảy mình, lập tức tự trong túi móc ra đạn hoàng đao, cười gằn tiếng lên. Hừ. Cố thiếu thương nhíu mày, đám côn đồ này thủ đoạn thuần thục, một người ôm, mấy người vây quanh, gặp được phản kháng liền động dao phổ thông người làm công nơi nào thấy qua tình hình như vậy thường thường bị lấy sạch vòng vèo ngủ đầu đường hôm nay mấy ca dạy dỗ ngươi mặc kệ ngươi là rồng là hổ đến dê thị đều muốn nằm xuống một người mặc màu đen áo giắt két một đầu hoàng mau tiểu lưu manh nhớ tới đạn hoàng đao âm trầm nói trên quảng trường đám người tới lui đột nhiên tản ra không người nào dám xen vào việc của người khác bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 Quảng Đông Tam Hổ Từ Chấn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 34 Quảng Đông Tam Hổ Từ Chấn Vậy ta Cố thiếu thương ánh mắt có chút nheo lại, lấy khứu giác của hắn có thể nghe được đạn hoàng đao bên trên loáng thoáng mùi máu tanh. Hiển nhiên, bọn này tiểu lưu manh không phải đe dọa, hù dọa người, là thật động đậy đau phế đi hai tay của hắn ném tới trên đường cái. Bốn năm cái tiểu lưu manh mang theo nhe răng cười nhào lên, đau thẳng đâm cố thiếu thương. Oanh! Cố thiếu thương hai mắt nheo lại đột nhiên mở ra, hiện lên một đạo lãnh quan. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Mặt đất giống như sóng biển bình thường lay động một chút, kiên cố đất xi si măng rạn nứt ra. Tiếp lấy thân thể hướng phía trước tìm tòi, chính là nhất cái hộ phát vỗ tới. Khí thế hung hung, kình phong lăn lộn, tự như mảnh hổ ra lòng gỗ. Một trảo này xuống dưới, chính là gỗ chắc hòn đá cũng phải cho cầm ra năm cái lỗ thủng, huống chi thân thể người. Hổ trảo tại mấy tên côn đồ chỗ cổ tay từng cái điểm qua. a, à, Vài tiếng kêu thảm, mấy tên côn đồ trong tay đạn hoàng đao nhau nhau rơi xuống đất, cổ tay một mảnh máu me đầm địa, nhau nhau ôm tay hét thảm lên. Cố thiếu thương ưng trảo vậy mà trực tiếp điểm đoạn mất mấy người tay phải đại gân đạp đạp cố thiếu thương nhanh chân hướng về phía trước xuất thủ vô tình cánh tay như là roi thép bàn bỏ rơi đánh ra ba ba tiếng vang mấy tên côn đồ nhìn cũng chưa từng nhìn gặp cũng cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức lập tức bị cố thiếu thương đổ nhào trên mặt đất đại ca đại ca chúng ta nhận thua thả chúng ta một ngựa đi cầm đầu hoàng mau gặp cố thiếu thương lần nữa giơ cánh tay lên liên tục cầu xin tha thứ hỏi các ngươi mấy món sự tình. Cố thiếu thương lạnh lùng đảo qua mấy người. Mấy cái ngã trên mặt đất tiểu lưu manh liên tục sau bò, sợ lại bị đánh bên trên một quyền. Cố thiếu thương đơn roi thẳng đánh, tuy nói vô dụng đại lực, nhưng cũng sẽ không dễ chịu như vậy. Mấy tên côn đồ chỉ cảm thấy toàn thân như là kim đâm, không một chỗ không đau. Đại ca của chúng ta là Tần Mậu Giao. Là Quảng Đông Ba Hổ Một trong từ chấn đệ tử. Tên công đồ cắt ké này trong lòng còn có may mắn, còn muốn dụng từ chấn tên tuổi hù sợ cố thiếu thương. Từ chấn Đông Nam Duyên Hải một vùng đỉnh tiêm quyền thuật cao thủ, trên lôi đài không một lần bại, tâm ngoan thủ lạc, chưa từng để lại người sống, bị liệt là Quảng Đông ba hổ một trong, ngoại hiệu, tiểu Tý thánh. Am hiểu thông bối, phách quải, trà cước, hồng quyền các loại, trà trộn tại Nam Dương, Thái Lan, Việt Nam, miếng điện phạm vi thế giới dưới đất trước kia là càng quét băng đảng quyền xuất thân, chiến tích hiển hách, hung danh truyền xa. Về sau tẩy trắng, mở mình tập đoàn, đèn trắng ăn sạch, nghe nói còn cùng người Nhật Bản có cấu kết, âm thầm buôn bán ma túy. Tâm niệm cấp chuyển, liên quan tới từ chấn đủ loại tin tức hiển hiện trong lòng. Như loại này thân gia ức vạn, đã sớm âm thầm chuyển hình đại lão. Đệ tử làm sao lại coi trọng ăn cướp những này người làm công mấy đồng tiền. Còn không thành thật cố thiếu thương cười lạnh một tiếng, dưới chân giảm mạnh, vặn một cái. Hoàng mau bàn tay lập tức giảm thành bùng nhão. a, à, Tay đứt ruột xót, hơi đồng dạng cái lỗ hổng liền đau ghê gớm, huống chi giảm thành dạng này. Hoàng mau đau trên mặt đất liên tục lăn lộn, trên mặt nước mắt chảy ngang, phát ra quỷ khóc sói gào bình thường kêu thảm. Thật không có lừa ngươi. Chúng ta nói đều là thật. Bị hoàng mau thảm trạng bị hù cái mông nước tiểu lưu, mấy cái khác tiểu lưu manh, tại cố thiếu thương ánh mắt đảo qua một nháy mắt, liền bị hù một mạch cái gì đều nói. không biết ai báo cảnh sát, xa xa có xe cảnh sát tiếng còi hơi vang lên, cố thiếu thương không muốn cùng cảnh sát liên hệ, bước chân một điểm, biến mất trong đám người. về phần mấy cái này tiểu lưu manh, bị cố thiếu thương đã thương xương cốt kinh lạc. về sau đừng bảo là ăn cướp trọng cấp, dù cho đi mau hai bước đều muốn cẩn thận gãy xương cả một đời đừng nghĩ lấy làm điều phi pháp. Còn muốn năm ngày bọn cướp mới có thể thông tri triệu ái quốc giao dịch địa điểm, mấy ngày nay ta còn là tìm mấy người cao thủ thử nghiệm. Đánh những này tiểu lưu manh căn bản không có nguyên lực thu nhập. Đây là một nhà quán trọ nhỏ, cố thiếu thương khoanh chân ngồi ở trên giường. Vượt quá cố thiếu thương đoán trước, nhóm này tiểu lưu manh thật đúng là tầng mậu giao thủ hạ. Nhưng, mục tiêu cũng không phải kia ăn cướp mấy cái tiền trinh nhóm này tiểu lưu manh chuyên môn tìm kiếm đến trong thành vụ công nơi khác người làm công trước cướp sạch tiền sau đó buộc bọn họ thiếu vay nặng lãi cuối cùng buộc bọn họ buôn bán tự thân nội tạng nghĩ tới những thứ này cố thiếu thương trong lòng sát ý tăng vọt giống như vậy cặn bã đều đáng chết duyên hải một vùng dân phong bưu hãn lại hiếu chiến lại thích cờ bạc rất nhiều lão bản cầu kích thích mạo hiểm liền bốn phía muốn ăn đọn tay đặt tiền cực quyền. Ở trong loại hoàn cảnh này, một nhóm lớn cao thủ tầng tầng lớp lớp, trong đó nổi danh nhất chính là Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Trần Ngã Dương. Đông Nam Võ Lâm từng có nghe đồn, cái này Trần Ngã Dương thái cực quyền ám kình đã đến thu phát tùy ý, toàn thân các nơi đều có thể mọc ra nắm đấm đến đại nhân tình trạng. Nói cách khác, Trần Ngã Dương đã đem ám kình luyện thấu đến toàn thân dạng này cảnh giới cách nhất vũ không thể thêm rùi trùng không thể rơi hóa cảnh cũng chỉ là cách xa một bước tiếp theo chính là quảng đông ba hổ trương uy từ chấn đái quân đông dạng đều là ám kình đại cao thủ quyền thuật đại sư trên tay không biết bao nhiêu nhân mạng tuyệt đối thực chiến hình cao thủ xa xa sau một chút tại thâm sơn yên lặng luyện quyền ám kình chúng đại sư mạnh hơn nhiều từ chấn cố thiếu thương nhắm mắt lại, yên lặng súc dưỡng tinh thần. Phương Nam nhiều mưa, mưa to như trút xuống, trên đường người ở thư thất. Cố thiếu thương mang một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai đội mưa đi tại trong mưa to. Bước chân hắn nhẹ nhàng, quần áo ướt đẫm, nhưng nếu như có thể xuyên thấu qua quần áo liền có thể nhìn thấy, hắn toàn thân lỗ chân lông cấm đoán, cơ bắp rung rẩy không ngớt, mưa to mang không đi trên người hắn một tia nhiệt lượng. Cố thiếu thương đi vào tòa thành thị này đã ba ngày, ba ngày qua không ngừng bôn tẩu tại màu đen biên giới, một bên tìm hiểu bắt cóc triệu lượng đạo tặc, một bên tìm kiếm ra tay mục tiêu. Nhạc thiên tập đoàn Xa xa, một tòa to lớn cao ốc khắc sâu vào tầm mắt. Từ chấn lúc nhạc thiên tập đoàn lớn động sự, mỗi tháng ngày một tất nhiên muốn tới học. Mặc dù gấp thiếu nguyên lực, nhưng cố thiếu thương không phải người hiếu sát, tự nhiên sớm tìm hiểu rõ ràng. Từ chấn không chỉ có tâm ngoan thủ lạc, trước kia lập nghiệp trên tay liền dính đầy máu tươi, cho dù là hiện tại tẩy trắng. Vùng trộm còn cấu kết người Nhật Bản buôn bán ma túy, thậm chí còn làm lấy buôn bán nhân thể khí quan hoạt động. Mấy ngày nay cố thiếu thương ngoại trừ tìm hiểu tin tức, chính là căn cứ mấy cái kia tiểu lưu manh khẩu cung, tìm được từ chấn cắt chém nhân thể khí quan cứ điểm. Có thể, cho dù là đem nhóm người kia cặn bã giết sạch, cũng khó tiêu cố thiếu thương mối hận trong lòng. Đến rồi cố thiếu thương như là nhất tòa pho tượng tại trong mưa to chờ đợi hai giờ đột nhiên lông mày nhướng lên nheo mắt lại chỗ cửa lớn một vị người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn mang theo con mắt màu vàng kim trung niên nhân tại một đám người bao vây hạ đi tới tự chấn cố thiếu thương chấn động trong lòng đè thắp mũ lưỡi trai bước nhanh đến phía trước trung niên nam tử kia đi đường chìm bước uốn gối lưng hơi cong hai cánh tay tự nhiên rủ xuống cổ gân xanh theo bước chân nâng lên hạ xuống, giống như viên hầu hành tẩu. Là đem thông tí quyền luyện đến thực chất bên trong cao thủ. Vẽn vẹn nhìn một chút, cố thiếu thương liền có thể khẳng định hắn chính là từ chấn. Tốt. Tất cả đi về làm việc đi. Không cần đưa ta. Từ chấn khoát khoát tay, để nhất cam thủ hạ trở về. Mình che dù đi hướng một cổ màu đen xe Bentley, hai người trẻ tuổi theo sau lưng. Sư phó. Trương Uy Thoái ẩn nhiều năm làm lên sinh ý, nghe nói gần đây bởi vì đầu tư bất thiện, phá sản. Chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Nói chuyện người trẻ tuổi cả người cao 1 m tám, mặc rộng rãi quần áo thể thao, trên mặt có một vệt che lấp không đi ngạo ý. Từ chấn bước chân không ngừng. Giao, Trương Uy cùng ta tịnh xưng Quảng Đông Ba Hổ, không thể nào cùng ta làm việc. Theo hắn đi thôi. Làm ăn cũng không phải đánh quyền thi đấu trương uy cái này chết đầu óc sư phó kéo hắn đi làm súng ống đạn được mua bán đều không đi đáng đời phá sản âu phục giày da một vị khác người trẻ tuổi khóe miệng công lên khinh thường nói những lời này là tùy tiện nói lung tung sao để cho người ta nghe được ta lột da của ngươi ra từ chấn trước dạy dỗ mình không che đậy miệng đệ tử sau đó mở miệng chúng ta một chỗ cứ điểm bị người bưng việc cấp bách chính là tìm được trước nhóm người này sau đó. Hả? Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, tóc bị điện giật bình thường dựng thẳng lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 35 Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Ừm. Từ chấn hình như có cảm giác, dương mắt nhìn lại. 30 mét bên ngoài đường cái bên cạnh, nhất cái mang theo màu đen mũ lưỡi trai, toàn thân ướt sũng người thiếu niên, tại trong mưa đứng thẳng tắp. Thiếu niên này thế đứng bất đinh bất bác, toàn thân lỏng loẹt đổ đổ, liền tự như một cái bình thường thiếu niên đồng dạng. Cứ việc mưa to như thác nước, nhưng từ chấn lại có thể cảm giác được một cổ ung um tùng sát ý đập vào mặt vọt tới, quanh thân lông tơ bị kích thích cao cao đứng lên. Ngươi là ai? tần mậu giao nhướng mày, tiếng lên lớn tiếng hỏi. Rầm rầm tiếng mưa rào bên trong, cố thiếu thương thanh âm như mũi tên xuyên thấu tới. Thông tí quyền đại sư. Quảng đông ba hổ, từ chấn. Cố thiếu thương đè thấp mũ xuôi theo, khóe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Bác cực, cố thiếu thương, chuyên tới để lĩnh giáo. Chúng ta hôm nay, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Ba lập minh là cổ bác cực quyền cao thủ, cho nên cố thiếu thương mặc dù hình ý mạnh hơn vẫn là tự xưng bát cực môn người ông quyền không người dậm chân oanh một tiếng tự như sấm chớp mưa bão tiếng vang vang lên cố thiếu thương nhất cái bước xa nhô ra dưới chân xi măng lưu lại một cái cái dấu chân thật sâu thảo muốn chết tần mậu giao cùng một cái khác người trẻ tuổi gần như đồng thời dậm chân ra quyền hai người một trước một sau bước ra toàn thân khớp xương chuyện lên phát kình, cánh tay dài nối thẳng, như thương đồng dạng đâm về cố thiếu thương. Hai người tay áo một chút hất ra, cuồn cuộn hơi nước dâng lên, bị nước mưa xối tay áo trong nháy mắt căng phòng lên đến, phát ra liên tiếp ba ba tiếng vang, giống như gần sóng đánh ra mạng thuyền. Hiển nhiên đều là thông tí quyền luyện đến minh kình đỉnh phong cao thủ. Trong nháy mắt, cố thiếu thương vượt qua mười mấy thước khoảng cách, nguyên bản phổ phổ thông thông thân hình giống như là một tòa núi lớn xuất hiện trước mặt tầng mậu giao năm ngón tay bóp quyền một quyền đưa ra kịch liệt xương cốt bạo hưởng như là hổ khiếu bàn vang lên quá nhanh cùng mảnh kình phong phồng lên hạt mưa như là hòn đá nhỏ bàn quét ở trên mặt đánh đau nhất. tầng mậu giao phát ra im ắng gào thét mỗi một tấc gân cốt mỗi một chỗ cơ bắp điên cuồng chấn động thân thể tại như thế cùng mảnh áp lực dưới phát ra im ắng thê lương rít lên một quyền này, nếu như không chặn được, nhất định sẽ chết. Mắt thấy đến khủng bố như vậy thanh thế, dạng này hung ác vô cùng một quyền. Tần mậu giao trái tim tựa hồ bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy. Trước mắt hắn không gian đều tựa hồ tối sầm lại, một loại trước nay chưa từng có cảm giác khủng bố tràn ngập trong lòng. Hay à! Tần mậu giao phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, thẳng duỗi cánh tay đột nhiên thu hồi, toàn thân khớp xương rung động, giống như là phi ngựa đồng dạng xoay người không người, hai tay khoanh làm thập tự hình, nghiêng gác ở đầu phía trước, hướng cố thiếu thương đánh xuống tới nắm đấm bày ra phòng ngự tư thái. Sắc mặt của hắn đỏ lên, trong mắt lưu lộ ra chấn kinh, hối hận, sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng. Bành Đón đỡ phí công cương hoành vô sau một quyền ngạnh sinh sinh, đánh gãy tầng mậu giao giao nhau hai tay. Đón lấy, tốc độ không giảm đánh ở trên lồng ngực của hắn tần mậu giao hai mắt trong nháy mắt tơ máu dày đặc, sau đó lồi ra. Phía sau lưng quần áo từng mảnh bay lên. To lớn xương cốt tiếng nổ tung vang lên, giống như là liên tiếp nổ vang pháo. Tần mậu giao toàn thân xương cốt toàn bộ phá toái. Sau đó đột nhiên bay lên, vải rách túi đồng dạng lăn lộn ra ngoài. Trung điệp ngã tại mưa trong đất, máu tươi chảy đầy đất, lập tức bị mưa to tách ra ra. Trong nháy mắt, Tần Mậu Giao liền bị một quyền đấm chết. Trải qua hơn hai năm tu luyện, cố thiếu thương một thân cự lực cỡ nào kinh người. Một quyền này xuống tới, thiết nhân đều muốn đánh nát. Chứ đừng nói là nhất cái sống sờ sờ huyết nhục chi khu. là khẩu Tần Mậu Giao một bước thanh niên nam tử muốn trách cả mí mắt, không nghĩ tới mình sư đệ thế mà một chiêu liền bị cái này thiếu niên thần bí đánh không rõ sống chết. súc sinh. Đi chết thanh niên nam tử điên cuồng gào thét một tiếng, chân trái của hắn công lên cung, khuất thân về sau, mãnh liệt bắn lên. Cả người giống như là bị cường cung tên bắn ra mũi tên, nổ bắn ra mà tới. Trên người Âu Phục phòng lên, phát ra vô số nước gấm giống như thanh âm. Hô! Nắm đấm vạch phá không khí, tại màn mưa bên trong ầm ầm đánh phía cố thiếu thương. Cố thiếu thương nhãn quan lục lộ, tai nghe bác phương. Tại một quyền này đánh phía đầu mình lúc bả vai đột nhiên trầm xuống trống rỗng thấp một nửa sau đó cố thiếu thương trên cánh tay dựng rắc một tiếng vặn gãy tay của thanh niên cánh tay bả vai nhất cái thượng thiêu tiếng đụng vào trong ngực hắn tự như lão hùng dựa vào cây bình thường toàn bộ phía sau lưng cơ bắp bắn lên bác cực thiết sơn kháo lấy cố thiếu thương bàn bạc bà cự lực cho dù là lấp kính xi măng cốt thép vách tường đều muốn oanh sập đụng nát a à, a à một trận cốt nhục bạo liệt thanh âm vang lên, nương theo lấy âu phục nam tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Quanh người hắn quần áo truyền đến xé rách âm thanh, sau đó từng mảnh vỡ vụn. Có thể thấy rõ ràng, lồng ngực của hắn đột nhiên hạ sập. Con mắt sung huyết lồi ra, giống như muốn nhảy ra hốc mắt. Cả người bay rớt ra ngoài, miệng bên trong phun ra, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết dịch tại trong mưa to phun ra một đạo mạng máu. Quanh! vải rách búp bê giống như trên thi thể còn mang theo cuồng mảnh kinh lực. Âm âm bay ra mười mấy mét, nện lật ra một bên Bentley ô tô. a à, Từ chấn con mắt không khỏi trừng lớn, cơ hồ lâm vào ngốc trệ bên trong, cái này liên tiếp sự tình chỉ ở trong nháy mắt liền sinh. Dù là hắn luôn luôn tâm ngoan thủ lạc, không đem mạng của người khác coi ra gì, vẫn là đầu óc phát ra một tiếng oanh minh. Vẹn vẹn một nháy mắt, mình hai cái minh kình đỉnh phong độ đệ liền bị người ở trước mắt sinh sinh đánh chết. Màn mưa bên trong, cố thiếu thương cùng từ chấn cách xa nhau 10 mét mà đứng. Đối ám kình lớn quyền sư mà nói, cơ bản liền cùng mặt đối mặt độc nhất vô nhị. Mạnh như thế bá đạo nắm đấm. Ta từ mỗi lúc nào chọc phải bực này nhân vật. Từ chấn ngực cấp tóc chập trùng mấy lần, trong lòng tâm niệm bách chuyển, mười phần chấn kinh mình hai cái đồ đệ học được mình bẫy thành quyền thuật cho dù là mình toàn lực xuất thủ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh tan hai người liên thủ nhưng thần bí nhân này ngắn ngủi trong nháy mắt liền đánh chết mình hai cái minh kình đỉnh phong đồ đệ mình chỉ sợ không phải đối thủ chỉ cầu vượt qua kiếp này ngày sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội báo thù các hạ thế nhưng là cùng ta có thù từ chấn miễn cưỡng mở miệng sắc mặt cực kỳ khó coi không thù cố thiếu thương mí mắt dựng dưới sắc mặt lạnh lùng nếu như là cầu tài ta tà có thể dâng lên một ngàn vạn mời huynh đệ thả lão ca một ngựa từ chấn thấp thỏm bất an trong lòng nhắm mắt nói nhiều năm đại lão kiếp sống từ chấn sớm mất đã từng càng quét băng đảng quyền lúc liều mạng sức mạnh cho dù là đánh chết đồ đệ mình hung đồ vẫn là trong lòng còn có may mắn ý đồ dùng tiền tài thu mua quá quan dù cho công phu ngày càng tinh thâm cố thiếu thương nhưng cũng không quá để vào mắt. Ta đã sớm nói. Hôm nay, đã quyết thắng thua. Cũng quyết sinh tử. Không có bất kỳ cái gì may mắn, muốn hay không đánh chết tươi ngươi, nếu không ngươi tươi sống bị ta đánh chết. Cố thiếu thương cười lạnh một tiếng, đánh vỡ từ chấn hết thảy huyễn tưởng. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền mua. Mệnh của ngươi, thuộc về ta. Từ khi đi vào Long xà thế giới, cố thiếu thương cảm giác mình thể xác tinh thần giống như thoát ly ràng buộc rồi, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm trải rộng tâm linh. Long xà thế giới bên trong hắn căn bản không có chút nào ràng buộc, hiện tại cây thì là một thân, không cố kỵ gì. Không thuận tâm ta người. Nên đánh cũng phải đánh, nên giết cũng phải giết. Loại này buôn bán ma túy, nhân thể khí quan cặn bã, nhất định phải chết. Người đây là. Nhất định phải ta chết a. À? Từ chấn rốt cuộc buông xuống tất cả may mắn, trong tay dù che mưa tiện tay ném qua một bên. Đã lâu nhiệt huyết, đã lâu sinh tử chi chiến. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Phố dài tử chiến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 36 Phố dài tử chiến Từ chấn rốt cuộc buông xuống tất cả may mắn, Toàn thân toàn ý ứng đối vị này trước nay chưa từng có đại địch. Hai chân của hắn hơi ngồi xổm, hai cánh tay tự nhiên quá gối, giống như một con đại viên hầu thành tinh. Thân thể giống mặt hồ thuyền nhỏ giống như nâng lên hạ xuống. Không chỉ có không lộ vẻ quái dị, ngược lại có loại tự nhiên mà vậy cảm giác. Một chút xem ra, bốn phương tám hướng một hồi cảm giác tất cả đều là sơ hở, lại tự như hoàn toàn không có sơ hở. Đây là đem bạch viên thông bối công phu luyện đến trên thân thể mỗi một chỗ, hóa làm bản năng, bốn phương tám hướng đều là có lợi nhất công kích phương hướng. Từ chấn danh xưng Quảng Đông Ba Hổ Một Trong, người xưng Tiểu Tý Thánh, mặc dù nhân phẩm thấp kém, nhưng công phu quả thực không kém. Tại ném đi tất cả may mắn về sau, mấy chục năm quyền giá tử quả nhiên không có để cố thiếu thương thất vọng. Thật là tinh thuần thông tí quyền. Cố thiếu thương thầm khen một tiếng, hắn mặc dù không có đọc lướt qua thông tí quyền nhưng dù sao ba lập minh chính là long xà mạnh nhất mấy vị cự đầu một trong mưa dầm thấm đất tự nhiên đối rất nhiều quyền pháp đều có hiểu rõ cố thiếu thương sách quyền cất bước tự nhiên ẩn chứa đa trọng kỹ xảo phát lực giống như long hành giống như rắn bò thân thể vọt tới đã đến từ chấn trước mặt hắn vai hông run run cánh tay hất lên như tuấn mã xuất chuồng trung trung điệp điệp mang theo phong thanh bảo tát tại trong mưa to lôi ra một tia trắng. Không phải hình ý, không phải bát cực. Không phải bất luận một loại nào quyền thuật, là cố thiếu thương tập ba cái thế giới sở trưởng, khung ra thuộc về mình phong cách chiến đấu. Ao ao. Từ chấn khóe mắt giật một cái, đưa tay chống đỡ, tự như mặt hồ rơi vào khối tảng đá lớn, kích thích sóng gió, hướng về phía trước cuốn tới, mang theo nghiêm nghị đại thế. Bành. Một tiếng cơ bắp vật lộn tiếng vang từ chấn đột nhiên lui lại sắc mặt kịch biến chỉ cảm thấy một quyền của mình giống như đánh trúng phi nhanh đạn pháo toàn bộ cánh tay phải vang lên kèn kẹt kém chút bị một quyền đánh gãy xương không thể liều mạng muốn bốn phía du tẩu tùy thời lấy ám kình đánh chết hắn từ chấn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình hai người đệ tử sẽ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi loại này kinh khủng cự lực đơn giản không phải nhân loại có thế có trong lòng hạ quyết tâm lần nữa vương người bổ nhào về phía trước. Giống như linh hầu lên cây, lại giống vượng già nhảy khe. Hắn hai đầu cánh tay ủi như cầu, lúc mở lúc đóng ở giữa giống ông ấp sơn hà, trên cánh tay nổi gân xanh, giống từng đầu mãng xà vặn vẹo. Vây quanh cố thiếu thương du tẩu, tuyệt không liều mạng, thân pháp linh hoạt để cho người ta nhìn mà than thở. Ngây thơ. Cố thiếu thương cười lạnh một tiếng, duỗi ngón như đau, mang theo phá không chói tai nổ đùng tiếng rít vạch phá màn mưa, chém về phía từ chấn. Một thức này đã kích, cũng không phải là cứng trắng chặt, mà là tự như là một thanh đẫm máu cưa bằng kim loại, sinh sinh muốn đem ngăn ở trước mặt mình hết thảy sự vật đều cưa thành hai nửa. Giống như trong truyền thuyết quan công kéo lên thanh long yển nguyệt đao. Tốt bác quái. Từ chấn tinh thần chấn động, giờ khắc này hắn như là một vị chân chính võ giả. Đối mặt Cố Thiếu Thương một cái bát quái cổ tay chặt, toàn thân kình khí bổ nhào về phía trước, như là mỹ hầu vương nhảy thủy liêm động, không sợ sinh tử, không tránh không né chính là một cái đấm thẳng đánh về phía Cố Thiếu Thương ngực. Hắn hai chi cánh tay luyện được vững như sắt thép, mềm mại như sợi đằng, trong khi xuất thủ dính áo giòn vang. Vung vậy ở giữa, hạt mưa cũng không thể tới gần. Tốt. Cố Thiếu Thương không khỏi gọi tốt, cổ tay chặt thu hồi bên hông đối cái này một cái đấm thẳng không tránh không né. Ngành sinh sinh ăn từ chấn cái này ám kình bộc phát trọng quyền. Ám kình bừng bừng phấn chấn, một cổ như là dòng điện bàn ám kình, như là mở cống xả nước bàn điên cuồng công kích cố thiếu thương. Cố thiếu thương cảm giác giống như bị cây tiên nhân cầu hung hăng đâm trúng, lại giống là điện giật một chút, cảm thấy một trận nhói nhói, hết sức trung rẩy, tự như vạn châm bắn chùm. Cố thiếu thương ngực cơ bắp điên cuồng lay động, như là da trâu bàn mạng xương tầng tầng suy yếu nội kình, thân thể vẻn vẹn rung lên, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đón lấy, toàn thân hắn lập tức gân cốt cùng vang lên, liên tiếp nổ vang luân phiên bắn ra, sau đó cuối lưng hạ hông, dưới chân chật dậm chân, quyền ra nửa bước, chính giữa từ chấn ngực. Ra quyền muốn mảnh, kinh lực muốn lỏng. Cố thiếu thương mặc dù không có luyện được ám kình, nhưng một thân minh kình tuyệt đối khoáng cổ tuyệt kim, quả thực là đánh ra ám kình chi nhu quyền như chù y như pháo bành từ chấn lập tức như là như diều đứt dây thẳng tắp bay ra ngoài miệng bên trong lồng ngực vang lên kèn kẹt xương cốt sụp đổ dòng máu đỏ sẫm phun ra một chỗ bị nước mưa cọ rửa một chút không dư thừa thật là thần lực tốt băng quyền từ chấn lớn tiếng kêu hai tiếng tốt như vậy khí tuyệt quảng đông ba hổ một trong ám kình đại sư từ chấn bại vào cố thiếu thương thiết quyền phía dưới, mất mạng. Nhiều năm phấn đấu, giao chi thành không. Thân gia ức vạn, thì có ích lợi gì? Kiếp sau làm thuần túy võ giả, làm người tốt đi. Cố thiếu thương tiến lên mấy bước, nhìn xem thất khiếu chảy máu từ chấn, trong lòng khe khẽ thở dài. Tiện tay lấy xuống mũ lưỡi trai, đắp lên từ chấn trên mặt. Cố thiếu thương rung lẫy bẫy quần áo, một lần nữa đi vào trong mưa to lưu lại sư đồ ba người thi thể nằm tại mưa to bên trong dội rửa, tẩy đi tất cả vết tích. Giết người. Sau một hồi lâu, mới có nghe được tiếng vang bảo an thê lương tiếng kêu to vang lên. Kính chủ đánh chết ám kinh từ chấn, thu hoạch được nguyên lực 10 điểm, đánh chết thu hoạch được nguyên lực gấp bội. Cổ vũ ta giết người sao? Cố thiếu thương trở lại quán trọ nhỏ, thay quần áo khác, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn xem chiến đấu tin tức có chút im lặng. Sư phó Ba Lập Minh đoán chừng là sắp tiếp cận nhất tinh cao thủ, căn cơ ít nhất cũng là truyền thế cấp. Mà từ chấn tối đa cũng liền tinh anh cấp. Thậm chí có khả năng chỉ là phổ thông. Cố thiếu thương cẩn thận suy tư. Long xà diễn nghĩa là nhất tinh thế giới, đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất là có thể đạt tới nhất tinh cấp. Tương lai vương siêu, đường tử trần, đệ nhất thế giới tổ chức ám sát thủ lĩnh gốt cùng đánh vỡ thần cấp sư phó ba lập minh hẳn là đều có nhất tinh cấp chiến lực. Tức sức chiến đấu đạt tới chư thiên kính đánh giá 100 chiến lực. Nhưng tương tự tinh cấp không có nghĩa là đánh giá liền đồng dạng. Cố thiếu thương ánh mắt tỏa sáng. Chư thiên hình chiếu kính đem chư thiên vạn giới chia làm thập tinh, mỗi tinh vừa mịn chia làm phổ thông, tinh anh, truyền thế, hoàng mỹ, chí tôn năm cấp bậc. Trong đó nhất tinh cấp dù cho 100 chiến lực đến 1.000 chiến lực nhị tin về sau cố thiếu thương chưa biết được nhưng cũng không ngoài còn là một cái khác giai đoạn mà mỗi tin cấp cấp bậc là chênh lệch cực lớn chỉ có kia mỗi tin cấp năm cấp bậc đánh giá mới là cố thiếu thương chú ý nhất liền lấy lông xa thế giới mà nói phổ thông tên như ý nghĩa chính là đại đa số người thành tựu nhưng ngàn ngàn vạn vạn không biết tên phổ thông quyền thủ thậm chí học qua một bản lĩnh tán đã người bình thường đều có thể quy nạp trong đó tin anh vượt qua đại đa số người thành tựu, như tại giới võ thuật xông ra thành tựu chúng đại sư, như Quảng Đông Ba Hổ, Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Trần Ngã Dương vân vân. Truyền thế, thành tựu của ngươi đủ để lưu truyền hậu thế. Giống như mấy trăm năm trước Dương Lộ Thiện cùng Tôn Lộc Đường, Lý Thư Văn các loại tiền bối đại sư. Cùng Ba Lập Minh, Đường Tử Trần các loại người. Hoàng Mỹ, chính là ngươi đạt tới cái này nhất tinh cấp có khả năng đạt tới Hoàng Mỹ nhất trạng thái. Long xà thế giới trong truyền thuyết thích già Mani, rất nhiều thánh nhân hư hư thực thực chính là hoàng mỹ trở lên cảnh giới. Xã hội hiện đại chỉ có vương siêu đạt tới. Nhiều nhất lại thêm nhất cái hư hư thực thực hoàng mỹ cấp gốt. Không tin truyền thế cấp, hoàng mỹ cấp nhân vật cũng đủ để đạt tới nhất tinh phổ thông chiến lực. Chiêu thiên vạn giới bên trong, có thể đem mình căng cơ rèn luyện hoàng mỹ nhân vật đều là tuyệt đối thiên tài. Đại biểu chính là, vượt cấp chiến đấu mà chí tôn cấp, đại biểu chính là người ở đây tinh cấp đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Siêu việt cực hạn. Xưa nay chưa từng có tối cao. Mạnh nhất. Nghiền ép hết thảy cùng dai. Thậm chí có thể, nghịch hành phạt tiên. Càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Bọn cướp, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 37 bọn cướp nhất tinh cấp không nhất định là hoàng mỹ căn cơ cố thiếu thương trong lòng hiểu rõ liền như là không phải mỗi một người sinh viên đại học đều là cao thi trạng nguyên không phải mỗi vị nhất tinh võ giả đều là hoàng mỹ căn cơ thường thường đều là phổ thông cấp số chiếm đa số căn cơ người bình thường động dạng có thể tấn cấp nhất tinh nhị tinh chí tôn cố thiếu thương con mắt nhắm lại có được chư thiên hình chiếu kính dạng này thần khí không đúc thành chí tôn căng cơ sao có thể thỏa mãn mình từ chấn bên ngoài dù sao cũng là cái nhân vật công chúng hắn chết chẳng những oanh động toàn bộ đông nam á giới võ thuật toàn bộ phòng công an đều trước tiên xuất động sau đó hai ngày toàn thành giới nghiêm trên đường cái thường có xe cảnh sát tuần tra ngày xưa trải rộng đầu đường tiểu lưu manh đều không thấy bóng dáng quán trọ nhỏ bên trong cố thiếu thương tại chật hẹp trong phòng đánh quyền soạc Tác, ra quyền tre già măng mọc cố thiếu thương một thân cự lực cường đại dường nào dù cho có chỗ thu liễm vẫn là vừa đưa ra liền phong thanh hô hô một chiêu một thức lật tay đẩy theo toàn thân cao thấp khí cả lực hợp song chưởng đập ra sau trầm vai rơi khuỷu tay sập eo rất hạng hai gối hơi bên trong chụp ba 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 chân trái tiến thêm chân phải theo vào trên hai tay xoa ngoài xoáy lập khuỷu tay công kích bàn tay làm dơ vuốt hình hướng về không khí bỗng nhiên một trảo đánh phong thanh hô hô ống tay áo vang vọng đập đụng chưởng chân trái đồng thời theo vào cố thiếu thương ngay tại căn phòng nho nhỏ này trên sàn nhà tả hữu dời bước chuyển thân ra trảo cố thiếu thương từng lần một diễn luyện chậm rãi quen thuộc thu giống như phục xuống ly tung giống như thả hổ cố thiếu thương càng đánh càng hưng phấn, chiêu thức càng thêm mạnh, tật, chìm, ổn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thái cực, bát quái, hình ý, bát cực đủ loại quyền pháp hệ số thi triển, thời gian dần trôi qua, cố thiếu thương càng đánh càng chậm, chiêu thức biến càng thêm hòa hoãn. Một quyền đánh ra, giống như hình ý giống như bát cực, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, bao hàm đủ loại phát kinh pháp môn, nhưng lại không phải bất luận cái gì một môn quyền thuật đây là muốn chậm rãi diễn biến mình quyền thuật liên tiếp không ngừng vừa đi vừa về giao đấu hơn lội quyền pháp đã là ba bốn tiếng cố thiếu thương chậm rãi thu quyền đứng thành tam thể thức quanh thân lỗ chân lông đóng chặt không lưu một tia mồ hôi lại như hỏa lô bàn tảng ra cuồn cuộn nhiệt khí đáng tiếc vẫn là không thể dung hội quán thông mấy môn quyền thuật cố thiếu thương chậm rãi thở ra một hơi dài gợi lên mặt đất bụi bặm bay lên quốc thuật lưu truyền mấy trăm năm, nhiều đời nhân kiệt không ngừng hoàn thiện, mặc dù không có tiếng một bước con đường phía trước. Nhưng chỉ quyền thuật, nhục thân trưởng khống mà nói, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng thuộc về nhất lưu. Cố thiếu thương trong khoảng thời gian ngắn, tập luyện đến loại trình độ này đã là bất khả tư nghị, trong đó càng nhiều còn có cụ hiện đằng thanh sơn hình ý quyền kinh nghiệm nguyên nhân. Nghĩ diễn biến thành mình đấu pháp quyền thuật, hoàn toàn không phải trong một sớm một chiều sự tình chính cố thiếu thương cũng minh bạch điểm này, thậm chí thả chậm nguyên lực thu thập, cũng muốn chậm rãi nền vững chắc căn cơ. Về phần bên ngoài toàn thành lùng bắc, cố thiếu thương vô cùng rõ ràng. Mặc dù sẽ không để lỏng cảnh giác, nhưng cũng sẽ không quá nhiều lo lắng bất an. Đêm thiên hạ một ngày mưa to, tầm nhìn cực thấp, thời đại này lại không có trải rộng camera, cuối cùng cố thiếu thương càng là trong khoảng thời gian ngắn đánh chết từ chấn sư đồ, không có bất kỳ người nào trông thấy nếu như cái này đều có thể thời gian ngắn tìm tới, chính cố thiếu thương đều không lời nào để nói. Mà chỉ cần qua mấy ngày nay, cố thiếu thương cứu được triệu lượng về sau liền sẽ rời đi tòa thành thị này. Cuối cùng sẽ chỉ biến thành không đầu bàn xử án, không giải quyết được gì. Luyện quyền, luyện quyền, luyện quyền, cố thiếu thương lặng lặng chờ hai ngày. Lúc này, đột nhiên điện thoại vang ong ong. Đây là triệu lượng đưa cho hắn, số điện thoại di động chỉ có hai cha con bọn họ biết uy triệu thúc có lượng tử tin tức cố thiếu thương tiện tay kết nối thiếu thương giặc cướp cho ta biết địa điểm ngay tại vùng ngoại thành nhất cái tiểu viện bên trong địa chỉ ta một hồi tin nhắn phát cho ngươi trong điện thoại triệu ái quốc khoan hậu trong thanh âm khó nén mỏi mệt bọn cướp yêu cầu ta không thể báo cảnh ngày mai một mình lái xe tiến về ngươi nhớ kỹ nếu như bọn hắn thu tiền liền thả tiểu lượng ngươi cũng không cần xuất thủ sau đó chính ta an bài bọn hắn nếu như thu tiền không thả người thay tiểu lượng báo thù tốt cố thiếu thương muốn nói lại thôi muốn an ủi cũng không biết nói như thế nào lên cuối cùng buồn buồn một giọng nói tốt cúp điện thoại dù cho thân gia ức vạn một phương quan lớn tổng cũng hữu dụng không lên địa phương chỉ có tự thân lực lượng mới là an thân gốc trễ cố thiếu thương thật sâu cảm thấy thế giới này mạch lạc, mạnh được yếu thua, thả chi vạn giới đều chuẩn định lý. Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ đi tìm kiếm ta sâu trong nội tâm cảm động. cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn, cố thiếu thương khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thân. Đi vào lông xà thế giới về sau, cố thiếu thương mục đích liền không chỉ chỉ là thu thập nguyên lực, càng nhiều vẫn là phải hệ thống học tập quốc thuật, hai bên xác minh lẫn nhau, để đi ra con đường của mình rạng sáng 2 giờ tả hữu, cố thiếu thương mở mắt ra. Xuống giường hơi hoạt động một chút, trong thân thể nhớ tới bắn liên thanh giống như xương cốt tréo vang âm thanh. Tẩy tuỷ kinh vẫn là không có luyện đến đại thành, không phải cho dù là ngồi lên một ngày cũng sẽ không có thân thể mệt mỏi, thậm chí còn có thể tẩy luyện cốt tuỷ. Cố thiếu thương nhíu nhíu mày, có chút không vừa ý. Ba lập minh cất kỹ rất nhiều sách quý bí tịch, rất nhiều đều là thất truyền, hoặc đại môn phái bí mật bất truyền cố thiếu thương đương nhiên sẽ không bỏ qua, từng cái ghi tạc trong đầu, trong đó phần lớn đều là ám kình thậm chí hóa kình mới có thể tu tập bí kỷ. Nhưng cũng có cánh cửa cực thấp, người người đều có thể luyện. Tỷ như, tẩy tuỷ kinh. Đương nhiên, môn này tẩy tuỷ kinh không phải thế giới võ hiệp bên trong môn kia tuyệt thế kỳ công. Mà là cùng hổ báo lôi âm, đồng dạng tẩy luyện cốt tuỷ pháp môn. Thời cổ những hòa thượng kia ngồi xuống tham thiền, ngồi xuống chính là mấy ngày, toàn thân huyết mạch không thông suốt thế mà còn tinh thần sáng láng không dài bệnh trĩ eo không chua lưng không đau chân không rung lên hơn nữa còn có thể trường thọ toàn dựa vào bản này tẩy tuỷ kinh kinh văn cái này tẩy tuỷ kinh mặc dù không có hổ báo lôi âm nhanh chóng nhưng thắng ở người người thể luyện cố thiếu thương liền đã thật lâu không có ngủ qua cảm giác cơ bản đều là ngồi xuống tẩy tuỷ kinh đêm nay không trăng bầu trời đen kịt một màu gió lay động đường đi lá cây hoa hoa tác hưởng. Giả dạ hát phong cao, chính thích hợp. Cố thiếu thương bỗng nhiên cười một tiếng. Cố thiếu thương mũi chân đạp nhẹ, tại hắc ám bao phủ xuống, hất lên mình toàn bộ xương cột sống, hàng trọng tâm, toàn thân lông tơ nổi lên, bụng dưới như thép, hạt sắc bình thường nổi da gà hở ra, đột nhiên phát lực. Khi thì hông eo tự nhiên mà động, nhổ cỏ mà lên, lại giống rời rạc tại trong bụi cỏ đại xa. Khẽ động vọt tới, chính là mười mấy mét, tốc độ mau lệ như là tuấn mã. Dọc theo đại lộ, thẳng vào vùng ngoại thành, tiếp cận phụ cận nông thôn, thời gian dần trôi qua đèn đường giảm bớt, thật là hát dạ. Cố thiếu thương bước chân không ngừng, dưới chân chậm rãi từng bước đi tại một đầu hồi hương trên đường nhỏ. Chính là chỗ đó. Cố thiếu thương tinh thần chấn động, dừng bước lại. Vài trăm mét bên ngoài là một chỗ nhỏ nông thôn, cửa thôn chỗ một mảnh cỏ dại rậm rạp trên đất trống, nhất tòa ba tầng vứt bỏ lầu nhỏ đập vào mi mắt, cách nó gần nhất phòng ốc dân cư đều tại ngoài mấy chục thước. Lẽ loi trơ trọi một mình dựng đứng tại cửa thôn chỗ. Chợt nhìn, giống như một tòa quỷ lâu. Cố thiếu thương hít mắt nhìn lại, nơi đó, lờ mờ có ánh đèn lấp lóe, như có như không có bóng người chấp động. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Chui vào bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 38 chui vào bóng tối bao trùm dưới chỉ có kia tòa nhà có từng điểm từng điểm ánh đèn lấp lóe kia tòa nhà vứt bỏ lầu nhỏ lưng tựa sơn lâm cái khác ba mặt đặc biệt trống trải chỉ cần có người giữ vững ba mặt trên cơ bản có gió thổi cỏ lay đều sẽ bị phát giác cố thiếu thương cau mày một cái dừng bước lại cố thiếu thương thể chất cường đại thì lực vượt xa khỏi thường nhân cho dù ở hắc ám trong đêm cũng có thể thấy rõ đồ vật, mặc dù không có đạt tới hư thất sinh bạch, loại kia xem đêm tối như ban ngày trình độ, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nhìn thấy lầu nhỏ bên cạnh có người cầm thương, súng, tuần thú. Nhóm này bọn cướp không đơn giản. Cố Thiếu Thương trong lòng nhất bẩm, dù cho duyên hải một vùng xã đoàn tràn lan, nhưng là cũng không phải người nào đều cầm đến súng ống. Dù cho lấy Cố Thiếu Thương một thân thể chất cường hãn, cũng không có khả năng không nhìn súng ống lực sát thương. Cố thiếu thương tay chân khẽ nâng, từng chút từng chút đi tại trong bóng tối, nắm trong tay lấy hai cái tiền xu. Mặc dù không có phi đao, nhưng lấy cố thiếu thương lực lượng, bắn ra đi tiền xu mặc dù uy lực không có phi đao lớn, nhưng cũng không thể so với đạn uy lực nhỏ bao nhiêu. Gió hô hô thổi, trên đồng có thổi ra từng đạo gần sóng. Cố thiếu thương nằm rạp trên mặt đất, giống như rắn lau chùi mà đi, phát ra sàn sạc tiếng vang bị phong thanh che lại cố thiếu thương tiến lên chậm chạp ngắn ngủi mấy trăm mét bò lên nửa giờ chậm rãi tới gần lầu nhỏ hai người mặc màu đen áo bó nam tử cầm thương súng đứng tại cổng hai bên cách xa nhau sáu bảy mét riêng phần mình quét mắt rạng sáng ba bốn điểm tả hữu là trong một ngày thời điểm tối tăm nhất cũng là người nhất là mệt trả rời thời điểm nhưng hai cái này nam tử lại hết sức tinh thần hiển nhiên không là bình thường bọn cướp. Triệu ái quốc người này quá mức ngoan cố, chúng ta nhiều lần tặng lễ, muốn hắn đem tam ca phóng xuất, hắn đều không để ý tới, lần này có con của hắn nắm ở trên tay, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Trong đó nhất cái cầm thương, súng, đạo tặc tự hồ có chút nhìn một chút cùng lớp nói. Đại phi, tập trung tinh lực nhìn một chút. Triệu ái quốc không phải đèn đã cạn dầu, có lẽ sẽ tòng quân phương tìm một nhóm lính đặc chủng hoặc là cao thủ gì đến nghĩ cách cứu viện chúng ta nhất định phải giám sát chặt chẽ điểm một cái khác đạo tặc thấp giọng nói thanh âm khàn giọng như là việc được tiếng nói được gọi là đại phi đạo tặc miệng bên trong lầm bầm một câu ánh mắt quét qua qua nhất thời đối đầu một đôi tràn ngập sát ý con ngươi ngươi ách cố thiếu thương thầm kêu một tiếng suối quẩy thân thể đột nhiên kéo căng tại tên phỉ đồ này mở miệng một nháy mắt hai tay tiền xu bắn ra hưu trong nháy mắt bắn vào cái này gọi là đại phi đạo tặc trong miệng ách đại phi chăm chú che yết hầu quỳ rạp xuống đất bị cố thiếu thương bắn đoạn xương sống cố thiếu thương tại bắn ra tiền xu trong nháy mắt hai chân đột nhiên trên mặt đất nhất cái mượn lực phát ra một tiếng vang trầm xương sống cao cao chấp tay như là khốn long thăng thiên cố thiếu thương nhất cái hổ phát chính là hơn 10 mét, nhào về phía một cái khác đạo tặc. Từng. Ai? Một cái khác đạo tặc 10 phần cảnh giác, tại đại phi kêu trên một nháy mắt thay đổi hồng súng. Đường tử trần tại lưu cho vương siêu quốc thuật thực ghi chép bên trong ghi chép. Hóa kinh luyện tủy chi đỉnh phong, giữ đạo hợp chân, cử chỉ ngồi nằm, đều đi quyền, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng đều có thể đánh giết người tại 36 bước bên trong nói đúng là đường tử trần, tùy thời có thể lấy đánh giết 36 mét bên trong địch nhân, mặc kệ hắn phải chăng nắm giữ súng pháo. Cố thiếu thương mặc dù vẻn vẹn chỉ là minh kình đỉnh phong, nhưng hắn thể chất cường đại dường nào, thậm chí vượt qua một chút hóa kình đại sư. Một cái hộ phát đến kia đạo tặc trước người. Nằm ngón tay mở ra, mảnh hổ bàn kéo xuống. Kia đạo tặc thậm chí không thể bóp cò, liền bị cố thiếu thương một trảo bóp nát ít hầu cố thiếu thương tiện tay đem hai tên phỉ đồ thi thể tựa ở trên tường đánh giá chung quanh một chút chuyển tới nhà lầu mặt sau phát hiện có một cây vứt bỏ ống nước nối thẳng đến mái nhà hắn vội vàng lặng lẽ thuận ống nước bò lên mấy lần liền tiếp cận mái nhà bình đài ừm cố thiếu thương ngừng thở lỗ tai nhẹ nhàng lay động một chút nghe được tại mái nhà trên bình đài có hai người hô hấp tiếng tim đập hắn đầu tiên là thăm dò nhìn một chút sau đó nhẹ nhàng trèo ở nhà lầu biên giới, nhất cái lật ngược lên lầu đỉnh bình đài chân tay hắn thư giãn, như là dưới chân dẫm lên thật dày cái đệm, như là con báo bàn, hành tẩu không có một tia thanh âm. phía trước bình đài biên giới chỗ, nhất cái điêu luyện bọn cướp thăm dò nhìn xuống phía dưới, mẹ nó, Đại phi cái kia cẩu nhật chính là không phải có lười biến. trong miệng hắn nói thầm, đột nhiên nghe được ách một tiếng vang trầm, sau đó cảm giác da đầu mát lạnh mang theo mùi tanh chất lỏng màu đỏ từ hắn trên đầu lưu lại, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại. Bóng đêm đen kịt bên trong, hắn chỉ thấy mình đồng bạn trên trán phá vỡ một đường vết trách, ốc hỗn hợp có máu tươi chậm rãi chảy ra. Giống như bị súng ngắm một chút đánh xuyên đầu. Này tấm kinh khủng quỷ dị cảnh tượng giật mình sốc vác đạo tặc một cái lão đảo kém chút trớt xuống lâu. Hắn lạnh cả người, tứ chi phát trung. Mình đồng bạn thế mà vô thanh vô tức biến thành loại này bộ dáng mà mình thậm chí không nhìn thấy địch nhân là ai ở nơi nào hắn miệng rộng mở ra gọi muốn đưa ra cảnh cáo mà sau đó một khắc một đôi tuổi trẻ mà bàn tay thon dài giống như là dùng sắt thép đúc kim loại mà thành bỗng nhiên gắt gao bưng kín miệng hắn đồng thời cái ót một cổ đại lực truyền đến căn bản không kịp phản ứng trước mắt của hắn nhất thời tối sầm lại bất tỉnh nhân sự cố thiếu thương nhẹ nhàng thở ra một hơi mấy cái này đạo tặc mặc dù tướng mạo hung ác, thân thủ so với người bình thường mạnh lên một chút, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Duy nhất kiên kỵ không nhiều là trong tay bọn họ thương mà thôi. Tiện tay một viên tiền xu đánh xuyên một đạo tặc đầu, nếu như điêu luyện đạo tặc không phải đứng tại lâu bên cạnh, lo lắng hắn kinh động cái khác đạo tặc, thậm chí không cần cố thiếu thương động thủ. Cố thiếu thương tiện tay kéo ra băng đạn, đổ ra đạn thăm dò trong túi, lại không cầm thương. Một là hắn sẽ không dùng thương, thứ hai, tay mình phát đạn uy lực đồng dạng đầy đủ giết người. Cố thiếu thương tự bình đài cửa nhỏ đi vào thang lầu, trong đó có một gian phòng ốc đèn sáng. Bước chân hắn nhẹ nhàng, vô thanh vô tức biến hóa mấy chỗ phương vị, đi đến nhất cái hắc ám gốc chết chỗ. Đại ca, triệu ái quốc sẽ không báo cảnh hoặc là từ bộ đội viện binh A. Cố thiếu thương mơ hồ trông thấy trong phòng, có tám chín người nam tử, một cái bàn gỗ bên trên trưng bày đồ ăn thức uống. Một người cầm đầu gã đại hán đầu trọc, mặc màu đen áo chẻn, toàn thân trên dưới cơ bắp nâng lên, đang đem chơi lấy một thanh đường đao. Cái khác nam tử nhiều mặt màu đen quần áo bó, mang theo mặt nạ. Chính ngồi vây quanh một bên, hoặc ngồi hoặc nằm, giống nhau một điểm chính là toàn bộ cầm thương, súng. Đã sớm nhiễm về mái tóc màu đen triệu lượng, sắc mặt vàng như nến ngồi ở một bên, hai tay trói tay sau lưng, ngoài miệng kề cận băng dáng ta đã thông tri triệu ái quốc để một mình hắn đến đều cho ta thả thông minh cơ linh một chút sắc trời sáng rõ trước đó triệu ái quốc liền sẽ đến lão tam nhét vào trong ngục giam ta còn mặt mũi nào về vòng lớn gã đại hán đầu trọc lau một chút trường đao trong tay cười lạnh nói nếu như còn có những người khác trước hết các tiểu tử này cánh tay cho hắn lão tử nhìn xem đại ca triệu ái quốc sẽ thả tam ca việc này hắn làm được sao ngục giam cũng không phải một mình hắn nói tính nhất cái để tóc dài đánh lấy bông tai thanh niên nói yên tâm đi lão gia hỏa này liền cái này nhất cái con trai độc nhất ngay cả cái nữ nhi đều không có sẽ không mặc kệ con của hắn một cái khác người thấp nhỏ đạo tặc tiếp lời gốc trạ nói đứng dậy đi đến triệu lượng trước người sẽ mở hắn trên miệng kề cận băng dính. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Xuất thủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 39 Xuất thủ Cố thiếu thương xuyên thấu qua tia sáng nhìn thấy triệu lượng đột nhiên ho khan vài tiếng, sắc mặt vàng như nến, tinh thần không phấn chấn, ngược lại là nói chuyện vẫn là như vậy mạnh miệng thảo, nín chết lão tử. Triệu lượng ho khan vài tiếng, trừng mắt mấy tên phỉ đồ. Muốn cho cha ta thả các ngươi cái kia đồng bọn, nghĩ cũng không cần muốn. Triệu lượng cười lạnh một tiếng, một điểm không có bị bắt cóc tự giác. Thảo! Tiểu tử ngươi muốn chết. Ngươi lùng giặt cướp tiếng lên một cước đá vào triệu lượng trên bụng. Lại miệng tiện lão tử sập ngươi. Đánh lấy bông tai tóc dài đạo tặc đứng người lên, lạnh lùng quét triệu lượng một chút. Khục. Triệu lượng phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọt, cừu hận nhìn xem một phòng đạo tặc, trong lòng lần thứ nhất cảm giác được bất lực. Triệu ái quốc tính tình như thế nào, làm nhi tử triệu lượng tại quá là rõ ràng. Muốn cho hắn thỏa hiệp, căn bản không có khả năng. Kết quả duy nhất chính là đàm phán không thành. Hy vọng lão cha tìm xong viện binh. Triệu lượng cắn răng, trong nội tâm thở dài một tiếng tốt. Đều an tĩnh điểm. Gã đại hán đầu trọc xoẹt một tiếng kéo ra áo khoác, nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhanh 5 giờ. Triệu ái quốc muốn tới, liên lạc một chút canh gác huynh đệ. Gã đại hán đầu trọc nói xong, cầm lấy trường đao đi đến triệu lượng trước người. Tốt nhất cầu nguyện lão tử ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Không phải. Hư hư. Gã đại hán đầu trọc khóe miệng lôi ra một đạo cười lạnh. Không được cố thiếu thương căng thẳng trong lòng, canh gác mấy tên phỉ đồ đều bị xử lý, nhất liên hệ liền bị phát hiện. Trong tay yên lặng siết chặt đạn, chuẩn bị đang đánh mở cửa sắt một nháy mắt bạo khởi. Đúng lúc này, liền nghe phía ngoài có ô tô động cơ nổ thật to âm thanh đột nhiên truyền vào đến. Cố thiếu thương nghe rõ ràng là triệu lượng chiếc kia lục sắt giết. Không khỏi ngầm thở phào. Cái kia gã đại hán đầu trọc hạ bàn như cây già bàn rễ, đi lại ở giữa long hành hổ bộ, hiển nhiên là luyện hổ hình cao thủ. Cố thiếu thương cũng không có nắm chắc hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra triệu lượng. Ừm. Đến rồi. Cùng ta xuống lầu. Trần phát. Ngươi áp lấy tiểu tử này xuống lầu. Hồng súng không nên rời đi đầu của hắn, vừa có phát hiện không hợp lý, lập tức đập chết hắn đi đường. Gã đại hán đầu trọc nhãn tình sáng lên, phân phó nói. Rõ đánh lấy bông tai tóc dài đạo tặc trần phát đáp ứng, một cái nhấc lên triệu lượng, súng ngắn đối triệu lượng cái ót. Ông! Trong hành lang ánh đèn sáng lên. Nhìn xem nhóm này đạo tặc kéo ra đời cũ song sát cửa, áp lấy triệu lượng hướng dưới lầu đi đến. Cố thiếu thương nhẹ buông tay siết chặt, dưới chân im ắng như con báo bàn nhẹ nhàng đuổi theo. Đại phi! Gã đại hán đầu trọc xuống đến lầu một, nhíu mày hô một tiếng cố thiếu thương tại gã đại hán đầu trọc lên tiếng một khắc, chợt dậm chân. Oanh! Cố thiếu thương đột nhiên bạo khởi, lâu năm thiếu tu sửa lầu nhỏ đột nhiên chấn động một chút, bụi đất tung bay. Trong hành lang đèn bị cố thiếu thương tiện tay một viên đạn bắn nổ. Ai? Không được. Có người sờ vuốt tiến đến. Trần phát. Đánh chết tiểu tử kia. Một đám đạo tặc đột nhiên sôi trào lên cố thiếu thương nhất cái ngư dược nhảy đến lầu một lao thẳng tới nắm lấy triệu lượng thanh niên tóc dài trần phát toàn thân hắn cơ bắp phẫn lên phát ra như là kéo căng dây cung đồng dạng băng băng tâm thanh tại ánh đèn vừa diệt trong nháy mắt đã tiếp cận thanh niên tóc dài người tại ánh đèn chợt diệt một nháy mắt sẽ có thời gian ngắn ngủi mắt tối sầm lại trần phát chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh đập vào mặt mặc dù nhìn không thấy đồ vật vẫn là lập tức kịp phản ứng liền muốn bóp cò chuẩn bị trước hết dết triệu lượng cố thiếu thương thân ở không trung đưa tay một thanh nắm súng ngắn đại lực bừng bừng phấn chấn răng rắc một tiếng đem súng lục tính cả ngón tay một chút bóp nghiến tay trái bóp cái quyền ấn đánh vào trần phát trên đầu a à. trần phát chỉ cảm thấy ngón tay đau đớn một hồi một tiếng hét thảm còn không thu âm thanh liền bị cố thiếu thương một quyền đánh vào trên đầu răng rắc trần phát một tiếng hét thảm lập tức ngừng xương cột sống không chịu nổi đại lực bẻ gãy. Đầu lâu phùng một tiếng bị cố thiếu thương một quyền đánh vào trong bụng. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ. Cố thiếu thương một phát bắt được dãy dù triệu lượng, miệng bên trong thấp giọng nói. Là ta. Ngươi trước trốn đến một bên. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Có đạo tặc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thuận âm thanh nổ súng. Là ai? Trần Phát. Thảo gã đại hán đầu trọc hét to một tiếng, đạn gào thét lên hướng trần phát gào thảm vị trí đánh tới. Triệu lượng còn chưa lên tiếng, cố thiếu thương tay vừa dùng lực đem triệu lượng từ thang lậu ném tới lầu hai, thân thể đột nhiên lăn mình một cái, tránh thoát tập kích mà đến một chuỗi đạn. Cố thiếu thương trong lòng như là một mảnh gương sáng, toàn bộ lầu một tất cả mọi người vị trí đều trong nháy mắt hiển hiện trong lòng. Ngón tay đột nhiên phát lực, từng mai từng mai đạn có thể so với súng ngắn phát xạ, phát ra tiếng rít bắn về phía chung quanh đạo tặc. Bành. Gian phòng bên trái phản ứng nhanh nhất nhất tên phỉ đồ vừa đem đổi xong băng đạn súng ngắn nâng lên, một viên súng ngắn đạn liền trực tiếp đem hắn xương sọ toàn bộ nhất lên. Huyết dịch ốc bắn tung tóe một chỗ. Theo sát lấy, đồng bạn của hắn cũng bị đánh xuyên qua lồng ngực. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Máu tươi chảy đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi tiếp cận đại thành phi đao thuật tại cố thiếu thương trong tay phát huy ra có thể so với súng ngắn uy lực cực lớn tất cả đào tặc bên trong chỉ có dẫn đầu gã đại hán đầu trọc tránh khỏi chỗ yếu hại nhưng cũng bị cố thiếu thương bắn trúng chân trái lục sắt xe jeep lúc này mới vừa vặn tiếp cận tới cửa đèn xe chiếu rọi xuống toàn bộ lầu một tất cả đều là tử thi a a a là ai súc sinh Cút ra đây cho ta a à, ra a à gã đại hán đầu trọc điên cuồng gầm hét lên, trong lòng tiếp cận sụp đổ. Hoàn toàn nghĩ không ra, ngắn mũi một nháy mắt huynh để mình liền chết một chỗ, mình lại ngay cả địch nhân là ai cũng không thấy được. Triệu lượng một mặt khiếp sợ nhìn xem một chỗ tử thi, hoàn toàn không nghĩ tới, cầm trong tay súng ống một đám đạo tặc thế mà bị cố thiếu thương một người liền xử lý. Cố thiếu thương tự sau cái bàn mặt đứng lên, mặt không thay đổi nhìn xem gã đại hán đầu trọc. Súc sinh đi chết đi. Gã đại hán đầu trọc muốn trách cả mí mắt, cầm trong tay đường đao, chính là một cái chém vào. Mặc dù chân hắn bên trên bị thương, nhưng đột nhiên bạo khởi vẫn là động tác tấn mảnh. Trần trụi bên ngoài trên cánh tay gân xanh nhảy lên, cầm chui đao trên tay càng là cao cao mạch máu nâng lên. Tuyết trắng đao quan vạch phá không khí, đón đầu bổ tới, hiển nhiên hận gấp cố thiếu thương, muốn một đao đem hắn chém thành hai khúc. Quyền cước cùng binh khí là khác biệt vũ khí lạnh đại sư một đao nơi tay, chiến lực muốn tiêu thăng không chỉ gấp 10 lần. Cố thiếu thương lông mày vẫy một cái, dưới chân bắn lên, cùng đao quan nghiêng người mà qua. Bàn tay duỗi ra, bác quái chưởng lực giống như rắn xoay quanh mà lên, tránh đi lưỡi đao, tại trên sóng đao nhấn một cái bắn ra. À! Gã đại hán đầu trọc chỉ cảm thấy trên đao truyền đến bàn bạc cự lực, hổ khẩu kịch liệt đau nhất. Lại cầm không được đao. Len keng một tiếng, đường đao bắn ngược ra ngoài, thật sâu đâm vào trong vách tường, ông ông rung động không ngừng. Bác quái trưởng thiện trường không tay đoạt giao sắc, trong nguyên tác đường tử trần cùng cửu cung kiếm đại sư Lâm Đình Phong luận võ, lấy bác quái trưởng ngưu thiệt quyển thảo kình, tiên thiên cương khí vô một cái phá toái kiếm. Cố thiếu thương mặc dù không có đại thành, nhưng lấy hắn khoa trương tố chất thân thể đối phó như thế nhất cái minh kình đều không có đỉnh phong võ giả, tự nhiên không đáng kể một chiêu bắn bay đường đao, cố thiếu thương đột nhiên tiến bộ, cánh tay đột nhiên nhất cái hoành vung, chính là thái cực quyền bên trong tiến bộ bàn lan chủy. Cố thiếu thương quần áo kề cận không khí, phát ra pháo đột nhiên nổ tung giòn vang. Cái này một cái, bàn lan chủy, giống như cây gậy quét ngang, đánh trúng gã đại hán đầu trọc ngực. Gã đại hán đầu trọc tiếp cận 200 cân thân thể phản phất đạn pháo đồng dạng bị đánh bay. Trùng điệp đâm vào trên vách tường, phát ra ầm ầm nổ vang bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Côn Lôn Sơn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 40 Côn Lôn Sơn Nhà này lầu nhỏ mảnh liệt chấn động động, vách tường, ken két, rạn nứt ra, gã đại hán đầu trọc như là bùng nhão bình thường trượt chân trên mặt đất. Kính chủ đánh vết đạo tặc 13 người, thu hoạch nguyên lực 25 điểm cố thiếu thương quét mắt một vòng tin tức cửa xe mở ra triệu ái quốc xuống xe sau đó rương phía sau chui ra hai cái võ trang đầy đủ chiến sĩ cái này triệu ái quốc đầu óc có chút mộng lúc đầu chỉ là thử thăm dò nhìn xem nhi tử khen không dứt miệng cao thủ có bản lãnh gì bản thân vẫn là càng trông cậy vào phía sau mình một chi tiểu đội đặc chủng không nghĩ tới cái này nhìn như thiếu niên thông thường động thủ lợi hại như vậy triệu thúc đều giải quyết. Cố thiếu thương nhìn thoáng qua phía sau hắn điêu luyện chiến sĩ, mỉm cười nói. Lợi hại. Thực sự lợi hại. Triệu ái quốc nắm chặt cố thiếu thương tay, cảm thán liên tục. Sau lưng hai cái chiến sĩ trong mắt không khỏi lưu lộ ra một vòng kính sợ tới. Trong quân ngũ càng thêm kính sợ cường giả, chỉ có hai cái này chiến sĩ mới có thể lý giải một người tại tay không đánh giết 10 cái mang thương phỉ đồ kinh khủng. Lúc này, Triệu Lượng mới chậm rãi bước đi tới, sắc mặt chưa tỉnh hồn. Triệu Ái Quốc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chào hỏi mấy người lên xe. Lúc này, trong bụi cỏ ẩn núp một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ mới từ từng cái địa phương chui ra ngoài. Cố Thiếu Thương trong lòng nhất bẩm, nhóm này chiến sĩ rõ ràng cực kỳ tinh nhuệ, cả đám đều có công phu mang theo. Nếu như vừa rồi đổi thành dạng này một đội chiến sĩ, Cố Thiếu Thương cũng không dám cam đoan có thể hay không cứu được ra Triệu Lượng đây chính là trong truyền thuyết lính đặc chủng ý nghĩ này tại cố thiếu thương não hải chợt lóe lên thiếu thương a à, chuyện lần này chỉ sợ còn không có kết thúc lên xe nghe xong triệu lượng kể ra hai ngày này hắn nghe được đủ loại tin tức triệu ái quốc chủ động mở miệng nhóm này đào tặc là bắt môn người hoa xã đoàn đại quyển ban người nghe nói là bởi vì một kiện đồ cổ sinh ý đi vào đại lục bị chúng ta bắt lấy nhất cái trọng yếu đầu mục triệu ái quốc sắc mặt nghiêm túc Đại Quyển Bang, là thời năm 1970 đột nhiên hưng khởi người Hoa Bang hội thế lực, vừa đến được Bắc Mỹ liền nhanh chóng quét sạch mảnh này phức tạp thổ địa bên trên tất cả xã đoàn. Tổ chức này tại Bắc Mỹ thế lực vượt qua đường môn, vượt qua hồng môn, thậm chí vượt qua rất nhiều sinh trưởng ở địa phương thăm căn cố đế thế lực ngầm, liền ngay cả Mexico trùm ma túy. Mafia thực lực hùng hậu uy tín lâu năm tổ chức đều đối cái này châu chấu đồng dạng xã đoàn e ngại ba phần tổ chức này hạch tâm thành viên người lãnh đạo từng cái đều dũng mãnh thiện chiến thân thủ cao cường đơn giản đều là bình thường nhân vật đối ngoại có thù tất báo cho dù là ngoại nhân động người một nhà một sợi tóc liều ra tính mệnh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đều muốn gấp mười gấp trăm lần trả thù cho nên hung danh lan xa hung hãn âm thanh bên ngoài ta đương nhiên sẽ không sợ bọn hắn nhưng là thiếu thương ngươi triệu ái quốc muốn nói lại thôi này lão đầu tử ngươi lằng nhà lằng nhằng cái gì? thương ca cũng không phải ngoại nhân, triệu lượng không nhìn được đẩy lão cha một thanh, nhìn xem cố thiếu thương nói, thương ca, cha ta có ý tứ là để ngươi cùng ta cùng đi bộ đội, mặt hắn đại quyển ban lợi hại hơn nữa còn dám cùng bộ đội khiêu chiến không thành? cố thiếu thương khoát khoát tay, tuy nói lục phiến môn bên trong tốt tu hành nhưng chân chính gia nhập thể chế về sau bị ước thúc không phải hắn có khả năng tiếp nhận binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn cố thiếu thương mỉm cười trong mắt sáng lên một đạo kỳ dị ánh sáng xa hành một nửa cố thiếu thương xin miễn triệu lượng hai người giữ lại mang theo triệu lượng tiễn hắn một trương dưới thẻ xe nếu như đại quyển ban người tìm tới các ngươi không cần thay ta giấu giếm cứ việc nói cho bọn hắn xa xa cố thiếu thương phất phất tay ám kình là tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp trong lúc này ba hợp vận hành kết quả tâm cùng ý là ám kình lực lượng đầu nguồn cho nên luyện ám kình muốn trước luyện ý chí của mình cùng rõ ràng chính mình trái tim cố thiếu thương ở trong lòng suy tư sư phó ba lập minh đầu này hồng câu nhất vượt qua võ nghệ liền thành đạo nghệ cũng liền đến chân chính đạt được quốc thuật tinh túy bên ngoài ba hợp bên trong ba hợp tâm. Ý, lục hợp. Hình ý quyền. Hành nghĩa quyền. Tâm ý quyền. Cố thiếu thương miệng bên trong nhai nuốt lấy, trong lòng có loại không nói được cảm giác. Cố thiếu thương buông ra hết thảy. Xuyên qua trước tầm thường vô vi 30 năm, trên thương mang đại lục 10 năm sợ hãi thấp thỏm, cự hán kỳ cương, long xà thế giới các loại quyền thuật, giết người. Từng cái lướt qua trong lòng hắn chẳng có mục đích đi tới trong núi lớn hơn phân nửa đi đều là trong núi đường nhỏ hay là không người nông thôn đường mòn rất ít đều gặp người với người thương lượng một đường yên tĩnh trầm mặc cùng hành tẩu cố thiếu thương thời gian dần trôi qua quên đi trần thế ồn ào náo động tâm linh thả tiếng vào bầu trời trải nghiệm lấy quyền ý quyền hình thân thể nâng lên hạ xuống quên đi hết thảy tất cả chỉ còn lại có quyền thuật rất nhiều tinh yếu cùng động tác khi thì hông eo tự nhiên mà động nhổ cỏ mà lên, lại giống rời rạc tại trong bụi cỏ đại xa. Ngón chân đều đang không ngừng gặp thân bóp, thẳng đến cuối cùng quanh thân đại gân tương thông, ngón chân khẽ động thậm chí có thể khiên động lỗ tai. Thời gian dần trôi qua, người ở thưa thất, thậm chí thật lâu không thấy bóng dáng. Cố thiếu thương một đầu tóc ngắn dần dần dài ra, quần áo rách mướp, một đôi giày đi nát, cuối cùng dứt khoát vứt bỏ, đi chân đất. Tâm linh giống như nhất khối thô ráp ngoan thạch, từng bước một hành tẩu liền phản phất nhất cái rèn luyện điêu khắc quá trình quét tới trong lòng đủ loại khô ý bất an trong lòng như biến cả bàn sóng nước không thể thoải mái không diễn tả được tự tại càng chạy càng tự tại càng chạy càng an bình hình ý bác quái thái cực bác cực hổ khiếu đủ loại quyền thuật không tự chủ ở trên người thể hiện cố thiếu thương không còn luyện qua một chiêu quyền pháp lại tự như mỗi ngày đều đang luyện quyền thậm chí Lỗ tai khẽ động đều rất giống đánh ra nắm đấm. Mùa hè đi đến mùa thu, trời đông giá rét đi đến đầu mùa xuân, khác uống trong núi nước suối, đói bụng ăn đánh tới con mồi hoặc là hái chút rau dại. Thân thể chẳng những không có suy yếu xuống dưới, ngược lại càng ngày càng cường kiện, một thân như là thép tinh khung xương bên trên, cân xứng dáng thon dài cơ bắp móc ngược. Làm người ta chú ý nhất vẫn là cặp mắt kia, ban sơ như hỏa diễm đốt, cuối cùng bình thản trở lại phản phất bình tĩnh biến cả, bên trong lại có bành trướng sóng lớn. Đốt cố thiếu thương thậm chí quên mục đích của mình, quên đi mình thân ở phương nào. Đi thẳng, đi thẳng. Đường chân trời càng ngày càng cao, thời gian dần trôi qua đất bằng biến thành cao nguyên. Cố thiếu thương đưa mắt nhìn lại, từng tòa đại tuyết sơn đập vào mi mắt. Dãy núi kia như là uống lượng cự long ngẩng đầu, một cổ hùng hồn thê lương khí tức trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp lòng người kia là nhất tòa cự đại dãy núi, vô số ngọn núi hiểm trở đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi ra tuyết động lan tràn, từ xa nhìn lại như là một đạo ranh giới có tuyết. Chân núi trong sơn cốc lại bách hoa đều nở, cây cỏ rậm rạp, rất nhiều động vật sinh tồn trong đó. Đây là dãy núi Côn Lôn. Tây lên Pami cao nguyên đông bộ, ngang qua ba tỉnh chi địa, toàn dài ước chừng 2.500 cây số, Côn Lôn sơn tây lên Pami cao nguyên, bình quân độ cao so với mặt biển năm năm 006-000 gạo, rộng 130.200 cây số, tây hẹp đông rộng tổng diện tích đạt hơn 50 vạn cây số vuông nữ hoa luyện thạch bổ thiên, tinh vệ lấp biển, tây vương mẫu bàn đào thịnh hội, bạch nương tử trọng tiên thảo cùng hàng Nga bôn nguyệt. Vô số nghe nhiều nên thuộc trong truyền thuyết đều không thể thiếu tòa này thần sơn. Công Lôn Sơn tại dân tộc Trung Hoa văn hóa sử thượng có vạn sơn chi tổ địa vị hiển hách, cổ nhân xưng côn lôn sơn vì trung hoa long tổ chi mạch cố thiếu thương quần áo tả tơi trông trẻo trong con ngươi phản chiếu lấy tòa này trong truyền thuyết thần sơn sau đó bắt đầu leo núi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video